Chương 41, không có thắng bại, chỉ có sống chết. Quyền Vương thực hiện một cú đấm móc nhanh như chớp, hơn nữa tay phải của anh ta cũng sẵn sàng. Đây rõ ràng là liên hoàn quyền. Hiển nhiên Quyền Vương là một người cực kỳ giàu kinh nghiệm thực chiến. Nhưng trong khoảnh khắc Quyền Vương đánh ra một quyền kia, ông già ấy lại giống như là đã biết trước, uốn éo thân hình, bước chéo chân, sau đó cơ thể xoay tròn như con quay, tránh thoát được một đòn kia. Sau đó vị quyền vương kia mềm nhũn và ngã ngửa ra, đập thẳng lưng xuống mặt đất. Những người có mặt tại hiện trường đều choáng váng. Ngay cả sắc mặt của Diệp Kính Bình cũng u ám, rõ ràng ông ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì tên quyền vương kia đã ngã gục. Nhiều ông lớn của Tân Châu đều âm thầm kinh ngạc, thực lực của đối phương thâm sâu khó lường, ai có thể địch nổi chứ. Mà vị quyền vương đó chính là võ sĩ quyền anh được bỏ tiền ra và chạy suốt đêm từ Alaska đến đây audio điện tử võ tấn bền. Chỉ có Lạc Tú là nhìn thấy được rõ ràng. Ban nãy ông già kia không những tránh được cú đấm mà còn đánh trả lại. Nhưng động tác quá nhanh nên người bình thường không thể nhìn thấy rõ, giống y như ông già kia không ra tay vậy. Ngay khi vừa xoay người lại, trong chớp mắt ông già đã đâm vào cổ họng của Quyền Vương bằng ba ngón tay. Trong nháy mắt, cổ họng của Quyền Vương đã bị ông già chặt đứt. Sạch sẽ, gọn gàng và tàn nhẫn. Phó công chân chính của Trung Quốc được sử dụng để giết người, vừa xuất chiêu đã rõ sống chết. Không có thắng bại, chỉ có sống chết. Hừ, quả nhiên chẳng có ai biết đánh cả. Lão già tỏ vẻ khinh thường, vẻ mặt rất kiêu ngạo, rõ ràng là định bắt cả Tân Châu trong một lần ra tay. Các ông lớn ở Tân Châu giận mà không dám nói gì, bởi tuy đối thủ ngạo nghễ nhưng thủ đoạn vừa rồi cũng đủ khiến bất cứ ai cũng phải dùng mình. Cảnh tượng vừa rồi thật đáng sợ. Ha ha, tôi còn tưởng hôm nay ông sẽ không đến đây chứ. Ông già nhìn quanh, phát hiện Diệp Kính Bình đứng ở phía dưới thì trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Con trai của tôi đâu? Sắc mặt của Diệp Kính Bình rất khó coi. Ông già chỉ vào chỗ trên khán đài có một người đàn ông trung niên đang bị trói bằng một miếng vải nhét vào miệng. Mộ Dung Hùng, Diệp Kính Bình nghiến răng nghiến lợi nhìn ông già. Ha ha, vậy mà ông còn nhớ tên của tôi à? Thoáng chốc đã hơn 20 năm, đây là cháu gái của ông à, vậy còn người này, hôm nay vị này sẽ thay tôi xuất chiến, Diệp Kính Bình nói, nhìn chằm chằm vào mộ dung hùng. Ha ha, tôi còn tưởng ông đã từng này tuổi rồi, đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn chứ, không ngờ ông lại cho một tên danh con hỉ mũi chưa sạch đến đây chịu chết thay ông. Mộ dung hùng châm chọc, đồng thời liếc nhìn lạc tú với vẻ khinh thường. Hừ. Danh con, cậu còn trẻ mà sao nghĩ không thông vậy hả? Danh con vẻ mặt của lạc tú hơi không hài lòng nghiêm khắc mà nói bây giờ anh đã sống đến vạn tuổi thế mà lại bị kêu là danh con ư gọi cậu là danh con là lão phu đã đề cao cậu rồi bằng không cậu là cái thá gì mà cũng xứng nói chuyện với lão phu biết điều mau mau cút xéo đi mộ dung hùng nhìn với vẻ cao cao tại thượng nhìn cực kỳ khí thế theo ông ta chỉ cần không phải là nhân vật cấp tông sư thì ông ta không cần để ý thậm chí có thể nói ông ta đã là đệ nhất tông sư rồi về phần tông sư chẳng lẽ một người trẻ tuổi lại có thể đạt tới cấp tông sư ư vậy thì không thể nào làm gì có nhiều kỳ tài võ học như thế chứ ồ ông bảo tôi cút ư lạc tú nhướng mày thật sự hơi tức giận đúng vậy muốn sống sót thì mau cút xéo mộ dung hùng tỏ vẻ cậy già hiếp trẻ theo ông ta thì có lẽ diệp kính bình sợ nên mới tìm một người trẻ tuổi làm lá chắn có điều ông ta không hề xem lạc tú ra gì mà lạc tú cứ thế bước thẳng lên võ đài sau đó ngoắc ngón tay cái của mình với mộ dung hùng. Cậu thật sự muốn chết à? Mộ dung hùng nhìn thấy lạc tú lên võ đài thì cười khẩy. Bản thân ông ta đã luyện công từ khi còn nhỏ, cuối cùng được sự hướng dẫn của một vị tông sư nên mới đạt được thành tựu. Thế mà bây giờ một tên nít xanh lại dám khiêu khích ông ta một cách trắng trợn như thế khiến ông ta không khỏi xem thường. Vì vậy, ông ta không ngại cho đối phương một bài học, một bài học chết chóc. Xiết ông, chỉ cần một cú đá, xiết kiến chỉ cần một cú đá là đủ lạc tú đã lâu không ra tay giết người đã bị đối phương chọc tức ha ha lúc ông đây luyện công thì cậu vẫn còn chưa ra đời đâu nếu cậu đã muốn chết thì lão phu sẽ thành toàn cho cậu mộ dung hùng lộ ra vẻ sát khí nhìn về phía lạc tú đúng là không biết trời cao đất dày mộ dung chắp tay sau lưng ngạo nghễ nói đột nhiên một già một trẻ này đã thu hút sự chú ý của khán giả mấy vị sư phụ già đều đã bị đánh bại, ngay cả quyền vương người Thái Lan kia cũng đã gục, sao ông Diệp lại tìm một người trẻ tuổi đến làm gì? Ôi, có lẽ thật sự Tân Châu của chúng ta không còn ai nữa. Chuyện cung đấu, chẳng lẽ ông Diệp có tính toán gì, hoặc là thanh niên này có gì đó đặc biệt? Ôi, nhưng đối phương là người rất mạnh đấy, chẳng phải mấy vị sư phụ kia cũng là cao thủ à, kết quả thì sao? Bây giờ thi thể vẫn còn ấm đấy thôi. À, cậu ta được không đấy? Tôi thấy sao mà xa vời quá. Ông nội, ngay cả Diệp song song cũng hơi lo lắng. Yên tâm đi, ít nhất mộ dung hùng cũng không phải là đối thủ của cậu lạc. Diệp kính mình nhìn về phía võ đài nói với vẻ rất chắc chắn. Trên sàn đấu, lạc tú lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, ngậm trong miệng lại. Còn bên kia mộ dung hùng chắp hai tay sau lưng, nhắm mắt lại. Đến đây đi, nếu cậu đã muốn chết thì tôi sẽ thành toàn cho cậu. Mộ Dung Hùng đứng ở đó, nhắm mắt lại, như là đang đợi Lạc Tú ra tay trước. Ông giả bộ hơi quá rồi đó. Lạc Tú lắc đầu, thật sự đã chuyển động. Cậu! Mộ Dung Hùng đang định nói thì sắc mặt thay đổi, quả thật là giả bộ hơi quá, nếu thận trọng dè dặt đấu với Lạc Tú, có lẽ ông ta còn có thể đánh được mấy chiêu. Nhưng đóng giả một cao nhân võ lâm thì đây là một sai lầm, một sai lầm cực kỳ chết người. Vốn mộ dung hùng đang nhắm mắt, đột nhiên mở mắt ra. Bởi vì khi Lạc Tú nói xong câu đó, ông ta có thể cảm thấy Lạc Tú còn cách ông ta năm thước, nhưng khi ông ta vừa tiếp lời thì đã phát hiện ra Lạc Tú đã tấn công đến rồi. Một cú đá đánh úp đến, mộ dung hùng mở mắt ra nhưng đã quá muộn, một động tác hất lên rất đơn giản, đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Sau đó, một tiếng bịch vang lên. Mộ dung hùng bị đá thẳng lên không chung, rồi đập thẳng vào chân nhà. Lập tức mộ dung hùng ngã xuống, toàn thân như một đống hỗn độn, nhưng sao còn sống được nữa chứ? Giống như Lạc Tú đã nói, muốn giết mộ dung hùng thì chỉ cần một cú đá. Ơ, ờ, ơ, ơ, mấy ông lớn ở Tân Châu ngẩn người, sao người thanh niên này lại lợi hại như vậy? Người mà đã giết chết Thái quyền vương chỉ bằng một đòn, thế mà đã chết trong tay Lạc Tú chỉ trong một chiêu ư? Hay, đánh hay lắm. Chết tiệt, cuối cùng cục tức vì bị đánh bại cũng giải tỏa rồi. Bởi vì nếu bên kia không chết có thể hôm nay bọn họ sẽ ở đây khai báo. Nhưng đúng lúc này, mọi người vỗ tay khen ngợi anh. Ha ha, không ngờ lần này cũng không uổng công, tự nhiên lại gặp cao thủ. Hai chữ cao thủ vừa thốt ra, những mảnh kính trong phòng đã nổ tung, vỡ vụn ra khắp sàn nhà, âm thanh uy lực như tiếng sư tử gầm thét. Những mảnh kính vỡ bắn tung tóe khắp nơi khiến nhiều người kinh hãi la hét thất thanh. Chương 42, Duy Kiên bất phá. Vạn Dương Quân khoanh tay, ngạo nghễ đứng ở nơi đó, râu tóc bạc trắng mái đầu, nhìn cũng phải tầm bảy tám chục tuổi, nhưng mặt mày vẫn hồng hào, căn bản không thể đoán ra tuổi thật. Ông ta mặc một bộ trường bào thời dân quốc màu xanh đen, chân mang đôi giày vải màu đen, đứng sừng sững trên lôi đài, bộ dạng trông rất có khí phách của bậc cao thủ giang hồ. Cộng thêm đôi mắt lóe sáng như sấm chớm, vô cùng dọa người. Hôm nay lão phu tới đây chỉ để nói một câu, đó chính là báo cho các vị đang ngồi đây rằng, từ này về sau, Tân Châu sẽ do Vạn Dương quân ta đây định đoạt. Giọng nói của Vạn Dương quân không lớn, nhưng mỗi một người ngồi đây đều có thể nghe thấy rõ ràng rành mạch. Tên già khọng kia, ông nói ai phải nghe lệnh của ông cơ? Ông tưởng ngũ ra thật sự sợ ông sao? Một ông cụ vừa gầy vừa lùn thình lình đứng lên, chĩa súng vào người Vạn Dương quân. Dù chút thủ đoạn mà Vạn Dương quân mới để lộ ra kia đã đủ khiến mọi người kinh hãi, nhưng vẫn còn rất nhiều người không phục. Bởi vì, có nhiều người vẫn cho rằng, có lợi hại tới đâu đi nữa thì còn có thể mạnh hơn súng đạn sao. Ông cụ vừa gầy vừa lùn kia cũng là một người nóng tính, trực tiếp bóp cò băng băng bằng. Vừa nổ súng là bắn liền ba phát. Nhưng, trước khi tiếng súng đầu tiên vang lên, cơ thể vạn dương quân bỗng tỏa ra một vòng hào quang, khi ba viên đạn bắn vào người vạn dương quân, tia lửa tóe ra khắp nơi, mà viên đạn cũng bị dội ngược lại. Thiên hạ võ công, duy kiên bất phá vạn dương quân cười lạnh một tiếng. SSSSS, đám đông dưới đài lập tức hít sâu một hơi, có nhiều người còn sợ tới nỗi không dám trợn mắt há miệng. Trên đời này thật sự có người có thể tay không đỡ đạn ư. Nếu không phải hôm nay được tận mắt chứng kiến thì ai mà tin chứ. Mà khi tên ngũ ra kia nả thêm một phát súng nữa, vạn dương quân bỗng giơ tay ra, sau đó xòe bàn tay, một viên đạn đang nằm yên trong lòng bàn tay. Ngay cả viên đạn cũng đỡ được đây còn là người sao ngũ gia biến sắc vừa định thực hiện động tác kế tiếp thì vạn dương quân đã cong ngón tay búng viên đạn về phía ngũ gia vụt viên đạn đâm xuyên vào trán ngũ gia ông ta chậm rãi ngã xuống bất trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm kinh ngạc dưới đài lặng ngắt như tờ không còn ai dám đứng lên chống đối tuy không một ai trong số những ông lớn này là loại người hiền lành nhưng cũng không có ai là không sợ chết nếu mới nãy cái chiêu mà ông ta dùng khi vừa lên sân khấu là để khiến mọi người khiếp sợ, vậy thì giờ phút này ông ta là đang giết gà dọa khỉ, uy hiếp mọi người. Cái người gọi là ngũ gia kia cũng được xem là một nhân vật có thể hết cầm tân châu, bây giờ lại chết thảm như vậy, hơn nữa trước lúc chết còn không có cơ hội cất tiếng kêu la. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy tê tái cả ra đầu, không rét mà run. Sợ là hôm nay không qua nổi ải này rồi. Diệp Kính Bình nở nụ cười khổ, mặc dù có lạc tú ở đây nhưng chỉ một cái búng kia cũng đủ để diệp kính bình nhận ra bên mình không có bao nhiêu phần thắng người trẻ tuổi kia có thể đấu lại không vẫn còn người ôm hy vọng nhưng lại lập tức cảm thấy đó chỉ là ảo tưởng dù sao đối phương quá mạnh một người trẻ tuổi có giỏi thì cũng có thể giỏi tới cỡ nào chứ xin hãy đọc tg huyện tại tg um g uyên việt nam ông nội thầy ấy trên mặt diệp song song lộ vẻ lo lắng là nhà họ diệp chúng ta hại cậu ấy hay diệp kính bình cúi đầu có lẽ tân châu xong rồi rất nhiều người đều rơi vào tuyệt vọng nhưng trên lôi đài vẻ mặt của lạc tú vẫn rất bình tĩnh cho dù chứng kiến cảnh tượng vạn dương quân giết người chỉ bằng một ngón tay lạc tú cũng chẳng thèm trước mắt lấy một cái cậu rất giỏi vạn dương quân xoay người nhìn lạc tú mở miệng nói không uổng công ta cố tình vượt ngục lời này khiến lạc tú hơi không vui bởi vì câu này của vạn dương quân khiến anh cảm thấy như đang cậy già lên mặt như là một người trưởng bối khen ngợi hậu bối vậy nhưng nếu nói với người khác có lẽ là lời khen thật nhưng nếu là nói với lạc tú vậy tức là đang sỉ nhục lạc tú lạc tú là ai là tiên tôn đường đường chính chính dù là sự từng trải hay là kinh nghiệm thì cũng không phải thứ một kẻ phàm phu tục tử có thể so sánh được cảm giác này giống hệt như bạn vốn là con voi nhưng bây giờ lại bị một con kiến lên mặt dậy đời, còn khen bạn rất giỏi nữa. Tuổi còn trẻ mà trình đã cao như vậy, thế này đi, lão phu sẽ không so đo chuyện cậu vừa giết đồ đệ của ta nữa. Về sau cậu đi theo lão phu, làm đồ đệ của lão phu, thấy được không? Vạn Dương Quân chắp hai tay sau lưng, vô cùng kiêu ngạo nói. Ha ha ha, ha ha ha, Lạc Tú bật cười thành tiếng. Cậu cười cái gì? Vạn Dương Quân hơi cau mày. Ông muốn làm sư phụ của tôi ư?" Lạc Tú cười lạnh một tiếng. "Có gì mà không thể, với kinh nghiệm và sự trải đời của lão phu, nếu cậu chịu đi theo lão phu, chắc chắn sẽ rất có lợi cho cậu. Chỉ cần tôi tùy tiện chỉ điểm cậu một hai câu đã đủ cho cậu học cả đời rồi." Giờ phút này trong bộ dạng của Vạn Dương Quân như thể đang bàn chuyện giang sơn. "Ha ha, chỉ điểm tôi?" Lạc Tú càng cười lớn hơn nữa, rất có thể đây chính là câu chuyện cười hài hước nhất mà Lạc Tú từng nghe. Đường đường là Tiên Tôn đã trải qua ngàn vạn trận chiến, thử hỏi có bao nhiêu tiền bối thành danh đã lâu, có tên có tuổi từng bị anh đánh chết. Ngay cả Tam đại Tiên Tôn cũng không có gan đứng trước mặt Lạc Tú nói những lời này, thế mà một kẻ phàm phu tục tử như Vạn Dương Quân cũng dám mạnh miệng thế sao? Một kẻ vô danh tiểu tốt như ông mà cũng xứng làm sư phụ của tôi sao? Tôi đây cả đời không kính trời, không bái đất, tuy có được truyền thừa nhưng cũng là người tự học thành tài, ngay cả rồng cũng không dám đòi làm sư phụ của tôi mà ông một kẻ phàm phu tục tử lại muốn trở thành sư phụ tôi ư? lạc tú thật sự nổi giận rồi trực tiếp mở miệng mắng người người trẻ tuổi trời đất cao xa hơn những gì cậu tưởng đó ngay cả viên đạn cũng không thể làm tổn thương ta cậu cũng nên thấy được thực lực của lão phu rồi chứ vạn dương quân trả lời rất giỏi có thể đỡ được đạn thật đúng là rất giỏi lạc tú bị tức đến bật cười chỉ là một kẻ phàm phu tục tử mà còn dám mở miệng dạy bảo anh còn dám luận chuyện trời đất với anh lão phu là người ái tài thấy cậu còn trẻ mà trình độ đã giỏi như vậy không đành lòng để tài năng của cậu chết non nhưng cậu đừng có không biết điều vạn dương quân vô cùng khí phách lên mặt dạy đời nếu chọc cho lão phu tức giận chỉ tùy tiện vung tay một cái là đã đủ khiến cậu bỏ mạng vạn dương quân uy hiếp hừ đây là lần đầu tiên có người dám đứng trước mặt tôi lớn lối mà không biết ngượng như vậy lạc tú vứt điếu thuốc trong tay hay nếu cậu cứ mãi chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách lão phu lòng giả độc ác, đã cho mặt mũi mà còn không cần. Vạn dương quân tức khắc cử động, tốc độ vô cùng nhanh, tung một quyền đấm thẳng về phía lạc tú. Ít nhất vạn dương quân cho rằng một quyền này sẽ đấm trúng lạc tú, dạy cho lạc tú một bài học. Với thân phận của ông ta, ông ta đã ngỏ lời sẽ nâng đỡ lạc tú, nhưng đối phương lại không biết tự mình hiểu lấy, rất không biết điều, cho nên vạn dương quân đành phải ra tay một quyền này mang theo uy lực như sấm sét nhưng lại không trúng đích hơn nữa anh còn dư thời gian đá vào bụng vạn dương quân một cú thật kêu hư phản ứng không tệ lắm nhưng ngay cả viên đạn cũng không thể khiến tôi bị thương cậu có thể thương tổn được tôi sao vạn dương quân nhìn lạc tú bằng ánh mắt khinh thường vốn định lấy ông làm bao cắt luyện tay một chút đáng tiếc ông không nên chọc giận tôi lạc tú lắc đầu sau đó khí thức hộ thể thái hoàng kinh lập tức khởi động khí thể quanh người lạc tú thay đổi viên đạn không thể làm ông bị thương nhưng tôi đây có thể đánh ông chết tươi hai mắt lạc tú tỏa ra quang mang dữ dội hệt như một ngọn đèn thần cảnh tượng trước mắt vạn dương quân thay đổi đó là một ngôi sao đã bị tàn phá nặng nề gần như sắp phải giải thể xác thú giữ la liệt khắp nơi vắt ngang chân trời kéo dài vô tận khí thế chấn động trời cao máu chim thần che trời lấp đất những thân ảnh cao lớn mạnh mẽ như thần đang kêu rên không ngớt trước mắt là một mảnh chiến trường mà ở trên đỉnh của núi thi thể cao chót vào là một chàng trai chân đạp môi sao, tóc dài như thác, hai mắt sáng chói như mặt trời, khí thế lay động tinh thú, quân lâm thiên hạ. Cậu, cậu, chuyện này, vạn dương quân vốn chỉ là một phàm phu tục tử, sao từng thấy qua cục diện như vậy chứ? chương 43, Vương Giả Mới Mọi người đứng dưới lôi đài trợn mắt há miệng vì kinh ngạc, cứ đứng xứng người như bị xét đánh, chăm chăm nhìn cảnh tượng vô cùng chấn động trước mắt người thanh niên này rốt cuộc là ai vạn dương quân lợi hại cỡ nào điều này đã được mọi người tận mắt kiểm chứng ít nhất thì trong mắt người thường ông ta đã vượt ra khỏi giới hạn con người dù sao đây cũng không phải là điện ảnh đây là sự thật trong hiện thực lại có người tay không chặn đạn chả lẽ như thế vẫn chưa đủ lợi hại sao nhưng chàng trai trẻ trên lôi đài lại chỉ dùng một ngón tay chỉ một ngón tay đã đủ khiến đối phương nổ tan xác không phải đánh chết mà là thật sự nổ tan xác máu thịt nổ tung văng tung tóe đầy đất cái người mà ngay cả súng đạn cũng không thể khiến ông ta bị thương giờ phút này lại nổ banh như một trái dưa hấu nát chả lẽ nắm đấm của chàng thanh niên này còn lợi hại hơn cả súng đạn rất nhiều người đứng dưới đài cảm thấy ớn lạnh sống lưng đồng thời cũng thầm chột dạ giờ phút này ngoại trừ kính nể hồng bưu còn vô cùng khiếp sợ lạc tú đây là thực lực chân chính của lạc tú ư thầy diệp song song sửng sốt trợn mắt há miệng vì sức mạnh quá khủng bố của lạc tú đây còn là người sao chúng ta đã đánh giá quá thấp thực lực của cậu lạc diệp kính bình thốt ra lời cảm thán từ tận đáy lòng ông ta vẫn luôn cho rằng bản thân đã nhìn thấu lạc tú nhưng đến tận lúc này diệp kính bình mới phát hiện càng ngày ông ta càng không hiểu nổi người trẻ tuổi trước mắt ánh mắt mọi người dồn về phía chàng trai đứng trên lôi đài quần áo của anh không dính chút máu khí thế ngập trời khí phách vô song tốt, rất tốt. Bái phục, quảng khôn tôi đời này chưa từng phục bất cứ ai, nhưng hôm nay phải nghiêng mình kính phục chàng trai trẻ trên đài rồi. Bốp bốp bốp, một chàng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, những ông lớn ở Tân Châu vỗ tay trầm trồ khen ngợi không ngớt. Lạc Tú không thèm để ý tới chàng vỗ tay ủng hộ của mấy ông lớn Tân Châu, anh chuyên chú cúi người, nhặt một mặt dây chuyền nanh sói ở dưới đất lên. Mặt dây truyền nanh sói này thuộc về vạn dương quân vừa mới chết, nhưng sở dĩ lạc tú nhặt nó lên, chắc chắn không phải bởi vì đẹp. Sau khi nhặt nanh sói lên, lạc tú phát hiện quanh nanh sói có một cỗ sức mạnh đang dao động. Quả nhiên là vậy. Suy đoán của lạc tú đã được chứng thực, mặt dây truyền nanh sói trông không có gì đặc biệt này chính là một hạt giống. Hạt giống có lực phòng ngự tuyệt đối, có thể đau thương bất nhập, cho nên vạn dương quân mới tay không chặn đạn được. Nhất định võ công mà vạn dương quân tu luyện có điểm tương đồng với thiết bố sam, nhưng loại võ công này không mạnh đến mức có thể làm vạn dương quân tay không tiếp đạn. Nhưng nếu có hạt giống phụ trợ, như vậy thì hoàn toàn có thể. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên Lạc Tú đã nhận ra khí thức của vạn dương quân có gì đó sai sai. Đặc biệt sau khi chứng kiến cơ thể vạn dương quân tỏa hào quang, Lạc Tú càng thêm hoài nghi. Anh nhặt hạt giống lên, trên mặt nở nụ cười tươi, không ngờ lại vô tình lượm được một hạt giống, xem ra dạo này vận may của mình không tồi tiện tay giết người lại chiếm được một hạt giống. Sau khi anh bước xuống lôi đài, các ông lớn ở Tân Châu vội vàng chạy tới. Quảng Khôn và Hồng Biêu đi đầu, mấy ông lớn lần lượt tiến lên ôm quyền với Lạc Tú, nói. Cậu Lạc đúng là khí phách vô song. Trên thực tế, trước đó nhóm người này cũng không quá xem trọng Lạc Tú. Dù sao thủ đoạn mà vạn dương quân lộ ra đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết của người bình thường, cộng thêm Lạc Tú tuổi vẫn còn trẻ, căn bản không đủ năng lực khiến người ta tin phục. Nhưng giờ phút này Lạc Tú lại dùng chính thực lực của mình để chiến thắng, trực tiếp chứng minh năng lực của bản thân, điều này khiến cho rất nhiều ông lớn Tân Châu chân chính tâm phục khẩu phục. "Cậu Lạc, về sau nếu bên khu khai phá có chuyện gì, cậu cứ nói với tôi một tiếng, Quảng Khôn tôi nhất định sẽ nghe theo cậu như thiên lôi sai đâu đánh đó." Một ông lớn Tân Châu với đầy hình xăm trên đầu mở miệng nói. Mọi người nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng mặc dù Quảng Khôn đang ở Tân Châu, nhưng bên phía tỉnh Hải Đông vẫn có chút thế lực. Cho dù bây giờ còn đang có đầu rút cổ, bắt đầu tẩy trắng, nhưng không thể phủ nhận rằng dù là ở Tân Châu hay tỉnh Hải Đông thì người ta cũng là nhân vật có máu mặt chân chính. Mà những lời ông ta nói ra bây giờ, cộng thêm thái độ của nhà họ Diệp đối với Lạc Tú, có thể nói, địa vị của Lạc Tú ở Tân Châu đã được xếp vào cấp cao nhất. Sợ là sau trận chiến này, dù là thế lực ngầm mạnh nhất Tân Châu cũng không ai không dám cho Lạc Tú mặt mũi. Cậu Lạc, Mai mốt nếu có hứng, cậu có thể tới nhà họ vương của tôi chơi một lúc. Thinh linh, một người thiếu phụ xinh đẹp mặc đồ công sở mở miệng nói. Rất nhiều người lại ghé mắt mà nhìn, bởi vì dù nhà họ vương không thuộc cùng một đẳng cấp với Quảng Khôn và Hồng Biêu, nhưng ở bên Bạch Đạo, lực ảnh hưởng của nhà họ vương không hề nhỏ. Cũng vậy, dù là bên phía tỉnh Hải Đông, lời của nhà họ vương vẫn rất có chỗ đứng. Bởi vì trong nhà người ta có người nắm giữ chức vụ quan trọng cấp tỉnh. Hiện tại, ngay cả nhà họ vương cũng đã thể hiện thái độ vươn cảnh ô lưu với lạc tú mai này ít nhất ở bên bạch đạo chắc chắn lạc tú cũng phải có vài phần mặt mũi sau đây đều xem bộ xương già này không tồn tại nữa bắt đầu chính diện đào góc tường rồi hả diệp kính bình nhíu mày trên thực tế diệp kính bình chỉ là tỏ vẻ mất hứng cho mọi người xem thôi bởi vì ông ta biết rõ người như lạc tú chắc chắn là rồng là phượng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cất cánh bay thật cao Thật xa, một nhà họ Diệp nhỏ bé sao có thể giữ người lại? Ấy, ông Diệp cứ thích đùa, mọi người ngày sau ở Tân Châu vẫn còn một số việc cần dựa vào ngài mà. Quảng Khôn và các ông lớn khác ở Tân Châu mở miệng nói. Bởi vì ai cũng nhìn ra, quan hệ giữa Lạc Tú Cùng và Diệp Kính Bình không tầm thường, nếu muốn mời được Lạc Tú ra mặt, chắc chắn vẫn còn cần sự trợ giúp của Diệp Kính Bình. Các vị, tôi mở quyền quán nhiều năm như vậy, không phục ai, nhưng hôm nay tôi đã phục rồi tôi cảm thấy dù có tôn cậu Lạc lên làm cao thủ đệ nhất Tân Châu cũng không đủ. Một ông cụ thoạt nhìn sắp 60 mở miệng nói. Ông cụ là phó hội trưởng của hiệp hội quyền quán Tân Châu, rất nhiều bảo vệ bên cạnh các ông lớn đều là do ông cụ mời tới. Lúc này, vừa nghe ông cụ mở miệng, mọi người cũng phụ họa theo. Chương 44, gặp lại bạn cũ. Nhưng sau khi nổi tiếng, Lạc Tú không ngờ rằng bên quân đội đã bắt đầu để ý đến mình cuối cùng diệp kính bình mời mọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở hải thượng minh nguyệt đương nhiên lạc tú vẫn là nhân vật chính của bữa tiệc sau khi tiệc kết thúc lạc tú về phòng không thể đợi được mà bóp nát chiếc nanh sói bên trong có một hạt giống màu đen hạt này chỉ hơi khô héo một chút chứ không khô quắt lại như hạt lần trước lạc tú lấy long mạch ra sau đó dùng lực long mạch ân cần chăm sóc một lúc sau hạt giống kia đã hoàn toàn chắc nịch ngược lại lạc tú có chút đau lòng nhìn long mạch bởi vì sợi chỉ đỏ kia rõ ràng đã ngắn và mảnh hơn trước lạc tú muốn nuôi dưỡng cái long mạch này nhưng thật đáng tiếc là thế giới này không cho phép có câu nói là sau khi huy nam thì không thể thành tinh thật ra là vì thế giới này không cho phép năm đó khi hoàng thái cực nhập quan đã phá hủy long mạch lớn của đất nước trung quốc khiến cho khí vận của trung quốc suy giảm sau khi trải qua chiến tranh tàn phá cuối cùng của nhà thanh khí vận của thế giới này đã vô cùng thấp vì nuôi dưỡng sự sống khôi phục long mạch, thế giới đã lấy hết khí vận, cho nên mới có tình trạng không được thành tinh sau khi lập quốc. Đặt long mạch xuống, Lạc Tú bắt đầu dung hợp hạt giống để vào giữa hai lông mày, ngay lập tức toàn thân Lạc Tú tỏa ra ánh sáng màu đen, khiến toàn bộ căn phòng trở nên đen kịt. Sau khi ánh sáng tan biến, xương cốt toàn thân Lạc Tú dung lên, mặc dù tu vi không được nâng cấp nhưng Lạc Tú biết với sức mạnh bây giờ của mình, dù chưa thể sử dụng khí tức hộ thể của Thái Hoàng Kinh nhưng vẫn có thể chặn được đạn. Hơn nữa còn không phải là đạn bình thường, mà có thể chặn được loại đạn có sức công phá mạnh mẽ như AK47 hay Gatling. Ít nhất là bên ngoài, những vũ khí nhỏ này đã không thể uy hiếp được Lạc Tú nữa. Lúc này điện thoại reo lên, là Vương Phi gọi đến. "Lạc Tú, tôi tìm được một đội xây dựng ở đây, hai bên đang thương lượng, đúng rồi, cậu còn nhớ Từ Văn binh không? Tên nhóc đó bây giờ cũng đang ở trong tổ công trình." sau khi biết tôi có hạng mục vịnh bàn long thì nói muốn tổ chức họp lớp mời tôi đi, bảo tôi gọi điện mời cậu nữa, tối nay cậu cũng đi một chuyến đi, dù sao chuyện này cuối cùng cũng là do cậu quyết định mà. Quên đi, tôi không đi đâu, cậu quyết định một chuyến là được rồi. Lạc Tú từ chối. Lạc Tú vẫn còn chút ấn tượng về từ văn binh, trước kia cũng theo đuổi hoa khôi lớp giống anh, cuối cùng từ văn binh tán được hoa khôi lớp, còn Lạc Tú và Trương Thục Phi đến với nhau lại nói giữa hai bọn họ cũng có chút mâu thuẫn nhỏ nhưng điểm bất bình đó trong lòng lạc tú đã bỏ qua rồi dù sao lạc tú cũng không còn là lạc tú trước kia nữa trải qua giới tu chân đã sớm không thể so sánh với người bình thường được nữa đừng mà lạc tú tất cả mọi người đều là bạn cũ hay là cậu nể mặt tôi đến chơi một lát đi cứ coi như là ôn lại chuyện cũ vương phi khuyên nhủ vì từ văn binh đã cầu xin anh ta nhất định phải đưa ông chủ của vịnh bàn long đến làm quen một chút có người nói gặp lại bạn cũ chính là để khoe khoang, Lạc Tú thật sự sợ buổi họp lớp đó cũng sẽ như vậy. Dù sao đối với anh mà nói mình cũng đâu có gì để khoe đâu. Nhưng Vương Phi đã xin, cuối cùng Lạc Tú cũng phải nể mặt Vương Phi nên liền miễn cưỡng đồng ý. Rất nhanh trời đã tối, mọi người tập trung ở địa điểm đã hẹn trước, Hải Nguyệt Tiểu Trúc. Lạc Tú đi ô tô đến, nhớ lại lần trước anh còn đánh nhau ở chỗ này. Lạc Tú vừa đỗ xe xong thì ông chủ của Hải Nguyệt Tiểu Trúc cũng đi ra, tự mình tiếp đón Lạc Tú, dù sao ngay cả ông chủ Hồng Biêu cũng lịch sự nịnh bợ Lạc Tú rồi. Ông chủ của Hải Nguyệt Tiểu Trúc như ông ta làm sao lại dám lạnh nhạt với Lạc Tú chứ? Đêm đó chính ông ta tận mắt thấy Lạc Tú lao vào hơn 10 người, cái khung cảnh lúc đó quá đáng sợ, cho nên sau khi nhìn thấy Lạc Tú đến, ông chủ tự mình ra mở cửa xe cho Lạc Tú. Cậu Lạc, cậu đến rồi. Ừ, tôi có một buổi học lớp, Hình như là ở phòng số 8 thì phải. Vậy để tôi đưa cậu lạc qua nhé. Thôi, ông đi trước đi, tôi tự đi được rồi. Lạc Tú xua tay, cảm thấy mình tự đi cũng được. Nhưng anh nhìn đồng hồ, hình như mình đến hơi sớm thì phải. Có điều cũng không sao, anh vừa gọi cho Vương phi, hình như anh ta bị kẹt xe, còn lâu mới đến. Đi vào phòng số 8, lúc này đã có vài người ở trong rồi. Cầm đầu là một thanh niên mặc vest màu đỏ anh ta đeo kính dâm trải tóc trông cực kỳ thời thượng và thành công hơn nữa còn cố ý để chìa khóa bmw trên bàn như thể đang cố tình khoe khoang lạc tú nhìn liếc qua đây chính là từ văn binh thực ra theo anh nhớ hình như khi bắt đầu vào đại học từ văn binh đã bắt đầu coi thường anh thêm cả chuyện thành công tán được hoa khôi nên đã dùng chuyện này làm lạc tú mất mặt nhiều lần mà kể cả những người khác cũng ăn mặc không kém cạnh đều là hàng hiệu nổi tiếng có vẻ sau khi ra trường ai cũng rất thành công so sánh như vậy thì ngược lại lạc tú mặc rất bình thường, một bộ quần áo thể thao màu đen, ngay cả thương hiệu cũng không có, trông rất đơn giản và tùy ý. Lúc này mấy người kia đang vây quanh từ văn binh cười cười nói nói. Sau khi tốt nghiệp đại học, từ văn binh cũng khá tốt, bởi vì gia đình khá giàu có cho nên cũng tự lập được một đội công trình. Còn nhớ thời đi học ai cũng cười nhạo sau lưng anh ta vì có bố làm việc ở công trường, sau khi ra ngoài xã hội mới hiểu được có những công việc còn không bằng ở công trường, hơn nữa người ta là chủ thầu, phụ trách giám sát là được, có phải làm việc đâu. Còn lần này lý do từ văn Binh khởi xướng chuyện họp lớp này thì là vì nghe nói Vương Phi đang giữ một hạng mục lớn, hạng mục này dù ở Thông Châu thì cũng là một hạng mục vô cùng lớn. chương 45, Coi Thường Ấn tượng của từ văn Binh về lạc tú rất sâu đậm, nhưng ấn tượng đó chỉ dành cho trạch nam lạc tú của thời đại học. Khi còn ở trường, từ văn Binh đã coi thường một trạch nam như lạc tú, anh ta cho rằng chỉ cần ra khỏi trường học là Lạc Tú sẽ chẳng có tiền đồ gì. Và hôm nay, khi nhìn lướt qua quần áo trên người Lạc Tú, Từ Văn Binh đã nghĩ dự đoán của mình khá chuẩn. So với những gì anh ta đang mặc thì quần áo của Lạc Tú thua xa, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lạc Tú, sao cậu cũng đến đây? Gần đây cuộc sống của cậu thế nào? Một tên béo vừa đẩy kính vừa hỏi, nhưng thái độ không mấy nhiệt tình mà ngược lại còn chút thờ ơ, lạnh nhạt bởi như người xưa đã nói người đẹp vì lụa chỉ cần nhìn cách ăn mặc hiện tại của lạc tú là biết sốt cuộc anh đang sống thế nào tiểu bàn lạc tú nói thực ra quan hệ của tiểu bàn và lạc tú khá tốt có thể coi là bạn bè nhưng ngoại trừ quan hệ ở trường học hai người họ đều không qua lại gì nhiều nên bây giờ khi nhìn thấy tiểu bàn lạc tú cũng rất ngạc nhiên này lạc tú cậu ăn nói kiểu gì vậy sao có thể gọi cậu ấy là tiểu bàn chứ bây giờ người ta đã là tổng giám đốc trương đấy từ văn bình cố ý nói ra câu này còn tiểu bàn cũng không nói gì hiển nhiên là đang ngầm thừa nhận hơn nữa hình như trên khuôn mặt của tiểu bàn hiện lên một vẻ tự đắc cứ như thể anh ta thực sự là tổng giám đốc trương vậy xin lỗi tôi quen gọi vậy rồi lạc tú cũng không để tâm chỉ nói xin lỗi còn cậu lạc tú bây giờ cậu thế nào rồi tôi nói cậu nghe này bây giờ Tổng Giám Đốc Trương đây đã có mức lương hàng năm là 100.000 nhân dân tệ đấy, chúng tôi ngưỡng mộ chết mất. Một bạn học khác nói. chậc lần trước tôi nghe Trương Thục Phi nói Lạc Tú muốn đến làm việc ở chỗ cô ta làm việc, hình như là lương hàng tháng là khoảng 1.800 tệ nhỉ. Có đúng không Lạc Tú? Từ Văn Binh cố tình nói ra chuyện này trước mặt mọi người, rõ ràng là anh ta đang muốn bôi nhọ Lạc Tú. Không phải chứ Lạc Tú, thật hay giả vậy, tiểu bàn cũng rất kinh ngạc, anh ta không ngờ Lạc Tú lại xa sút đến như vậy, lập tức càng lúc càng thấy xem thường Lạc Tú. Lạc Tú, nếu cuộc sống có khó khăn quá thì hay là cậu đến chỗ tôi làm đi. Tiểu bàn cười nói, lúc còn học trong trường anh ta không có quan hệ tốt với mọi người, chỉ có thể chơi với một trạch nam như Lạc Tú. Bây giờ thấy Lạc Tú sống không được sung túc, ngược lại anh ta còn thấy rất vui sướng. Đương nhiên, thực ra anh ta cũng không khá hơn là bao, chỉ là một nhân viên quèn trong một công ty nhỏ, mỗi tháng cũng chỉ có 4 vạn tệ tiền lương. Vì sĩ diện nên anh ta mới nói lương tháng hiện tại của anh ta là mấy chục vạn. Ở đây người kém nhất là tiểu bàn mà một tháng cậu ta cũng kiếm được ít nhất là hơn một vạn đấy. Cảm ơn, Lạc Tú mỉm cười. Đừng ngại nhé, mọi người đều là bạn học với nhau, có gì khó khăn thì cậu cứ nói ra, mọi người nhất định sẽ giúp đỡ cậu, có phải không? Từ văn binh ngoài mặt thì cười nói, nhưng thực ra anh ta đang cố tình khiến Lạc Tú ngại ngùng, khó xử hơn. Đúng đó Lạc Tú, cậu nhìn Tổng Giám Đốc từ đi, người ta làm ăn được lắm đấy, vừa mua được hẳn một chiếc BMW 5 Series. À phải rồi Lạc Tú, cậu đã mua xe chưa? Một cô gái lại hỏi. Tạm thời tôi vẫn chưa mua, Lạc Tú nhún vai đáp. Ôi chào Tiểu Lâm à, cô nói vậy là hơi quá đáng đấy. Một tháng người ta chỉ kiếm được 1.800 tệ, cô hỏi người ta đã mua xe chưa, như vậy chẳng phải là đang cố tình tát vào mặt người ta hay sao? mau xin lỗi người ta đi từ văn binh lại cố tình nói những lời như vậy trong lòng anh ta đang sướng như điên để ông đây xem anh chữa thẹn như nào xin lỗi nhé lạc tú tôi hơi thẳng thắn một chút cô gái đó mỉm cười mặc dù ngoài miệng nói xin lỗi nhưng trên mặt lại chẳng có một chút thành ý muốn xin lỗi nào ngược lại còn có ý mỉa mai châm chọc tiểu lâm không phải gần đây anh cho em mở cửa hàng quần áo sao từ văn binh nói với một cô gái nữ xinh đẹp và người cô gái xinh đẹp đó không phải ai khác mà chính là hoa khôi của lớp. Năm đó, Lạc Tú và Từ Văn Binh đã từng theo đuổi cô ta. Thế này đi, khi nào về em gửi cho Lạc Tú hai bộ quần áo, chúng ta đều là bạn học, nếu ai có khó khăn gì chúng ta nhất định phải giúp đỡ. Lạc Tú, mặc dù năm xưa tôi và cậu đã từng có chút khiếm khích, nhưng bây giờ tôi cũng không tính toán với cậu nữa, khi nào về tôi sẽ bảo Tiểu Lâm gửi cho cậu hai bộ quần áo. Cậu nhìn mà xem, đi họp lớp mà đến một bộ quần áo tử tế cũng không có. Với tư cách là bạn học, chúng tôi cũng xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Từ Văn Bình tiếp tục bỏ đá xuống giếng, khiến lạc tú bẽ mặt hơn. Không cần đâu, cảm ơn nhé. Nước Chen vẫn từ chối. Trên thực tế, bộ đồ của lạc tú không phải là đồ thể thao thông thường. Đây là bộ quần áo mà Diệp Song Song ở bên ý nhờ một chuyên gia thiết kế trang phục đẳng cấp thiết kế và may riêng cho anh. Từ chất liệu cho đến từng đường kim mũi chỉ đều được chọn và may một cách vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ. Chẳng qua là vì lạc tú đặt may riêng nên không có nhãn hiệu đính trên đó, thoạt nhìn thì trông nó giống quần áo bán ở vỉa hè chỉ có mấy chục tệ, nhưng bộ quần áo này thực sự có giá cả triệu tệ. Mặc dù từ văn binh văn vở như vậy nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ anh ta đã cố tình làm lạc tú bị bẽ mặt trước mọi người. Bởi vì ngay từ lúc lạc tú bước vào cửa, từ văn binh đã nháy mắt ra hiệu với mọi người, tỏ ý là anh ta sẽ sỉ nhục lạc tú, còn cô gái xinh đẹp tên tiểu lâm kia cũng cười cười. Sau đó cô ta bỗng hồi tưởng lại năm xưa khi lạc tú và tử văn binh cùng theo đuổi mình. thực ra thành thực mà nói thì tiểu lâm thích lạc tú hơn, bởi vì dù là khí chất hay ngoại hình thì lạc tú đều hơn hẳn tử văn binh một bậc. trông tử văn binh còn hơi xấu, nhưng cuối cùng tiểu lâm vẫn chọn từ văn binh, không phải vì cái gì khác mà là vì nhà từ văn binh có tiền bây giờ xem ra quyết định ban đầu của cô ta đã đúng chỉ là dù sao lạc tú cũng đã từng theo đuổi mình bây giờ thấy lạc tú xa suốt như vậy trong lòng tiểu lâm cũng thấy hơi buồn thôi quên đi nếu cậu chủ lục của chúng ta đã có khí khái như vậy chúng ta cũng không có gì để nói nữa từ văn binh không tiếp tục châm chọc chế giễu lạc tú nữa mà cười nói với những người xung quanh không chỉ có từ văn binh thực ra bây giờ ai cũng coi thường lạc tú đây là xã hội và hiện thực bạn có tiền có quyền thì mọi người sẽ nịnh nọt bỡ đỡ bạn không có tiền không có quyền thì ai cũng coi thường bạn dù đã từng là bạn học dù đã từng là bạn bè lạc tú cũng không nói chuyện gì nhiều mà định tìm một chỗ rồi ngồi xuống nếu không phải vì đợi vương phi thì có lẽ anh rời đi từ lâu rồi xin lỗi nhé lạc tú chỗ này đã có người ngồi rồi từ văn binh ngăn anh lại lạc tú cũng không nghĩ gì nhiều còn tưởng là có người đã đặt trước chỗ này rồi nên định đổi sang chỗ khác. Ôi, Lạc Tú, chỗ này cũng có người ngồi rồi. Từ văn binh lại ngăn Lạc Tú lại. Bấy giờ Lạc Tú mới nhận ra, đối phương đang coi thường anh nên mới cố tình không cho anh ngồi ư. Lạc Tú, những ghế này đều có người ngồi rồi, mấy chỗ đằng kia không có ai ngồi đấy, hay là cậu ra đó ngồi đi. Từ văn binh chỉ vào một vị trí nằm ở góc trong cùng. Audio điện tử võ tấn bền mươi 46, mấy người cũng xưng ư. Nếu Lạc Tú đã ở phòng số 8 thì ông ta cũng không dám tới làm phiền Lạc Tú. Nhưng dù sao thì cũng phải thay đổi cách nịnh bợ Lạc Tú. Vì vậy, ông chủ của Hải Nguyệt Tiểu Trúc đã mang đến hai bình rượu mao đài. Ha ha, các vị, tôi tặng các vị hai bình rượu này, mọi người cứ từ từ thưởng thức. Trong kho không đủ thì tôi sẽ cho người đi lấy thêm, lát nữa sẽ đưa qua đây. Không quấy dày các vị nữa, cứ thông thả dùng bữa đi ạ. À. Nói xong ông chủ cung kính lui ra. Thay vì nói bình rượu và mấy câu nói ấy là tặng cho đám người này, chỉ bằng nói tặng riêng cho Lạc Tú thì đúng hơn. Nhưng đám người từ Văn Binh lại không nghĩ như vậy. Được đó Văn Binh, ông chủ của Hải Nguyệt Tiểu Trúc có lai lịch rất lớn, không ngờ lại tự mình tới tặng rượu cho cậu. Có người bạn học nịnh bợ. Đúng vậy Văn Binh, cậu cũng đâu phải là người thường, đã là siêu cấp rồi đó lúc này cả đám bắt đầu cười cười nói nói mà lạc tú lại bị gạt sang một bên thậm chí chẳng có ai rót rượu cho anh kết quả là lạc tú như một kẻ xa lạ trong bữa tiệc này thậm chí có thể nói rằng những người này còn coi lạc tú như không hề tồn tại nếu như lạc tú có chút tiếng tăm thì mọi người cũng sẽ không lạnh nhạt với anh đáng tiếc lạc tú chẳng có chút tiếng tăm gì nên mọi người mới khinh thường anh lạc tú lúc này cuối cùng cũng có người đi tới đó từng là hoa khôi của lớp tiểu lâm Lạc Tú cũng gật đầu với Tiểu Lâm. Nhưng Tiểu Lâm đã mở túi sách, sau đó lấy ra 2.000 tệ đưa cho Lạc Tú. Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi không cần. Lạc Tú từ chối, đây là tôn nghiêm của người đàn ông, đừng nói vốn dĩ Lạc Tú không hề nghèo mà cho dù anh có nghèo thì cũng không cần. Hơn nữa mặc kệ Tiểu Lâm chân thành hay cố ý thì điều này cũng làm tổn thương đến lòng tự trọng của một người đàn ông. Đừng khách sáo, mọi người đều là bạn học, nếu cậu gặp khó khăn thì cứ nói với tôi, bên tôi còn đang thiếu một nhân viên kiểm hàng, nếu cậu muốn thì cứ nói với tôi, tôi sẽ trả cho cậu một tháng năm ngàn tệ, bao ăn ở. Tiểu Lâm nói, được rồi, Tiểu Lâm, đừng có trêu chọc cậu lạc nữa. Trước đây còn ngồi trên ghế nhà trường, tốt xấu gì người ta cũng là nhân vật có tiếng tăm, em làm vậy khiến cho người ta thật mất mặt. Bỗng tử văn binh cười khẩy, tất cả mọi người đều biết nhân vật có tiếng tăm là chuyện như thế nào. Chính là chuyện anh và tử văn binh theo đuổi tiểu lâm, nhưng đó lại là một câu chuyện cười nên khi từ văn binh vừa nhắc đến là mọi người cười ồ lên lạc tú tôi biết rằng điều này sẽ làm cho cậu mất thể diện nhưng đôi khi sĩ diện chỉ khổ thân mình mà thôi đúng không tiểu lâm lại lên tiếng được rồi cậu cứ nhận tiền đi nhé hơn nữa tôi nghe nói cậu và trương thục phi đã chia tay rồi phải không tiểu lâm lại đưa tiền cho lạc tú lạc tú nhíu mày sau đó lại nhìn từ văn binh mà anh ta lại cười đắc thắng lạc tú lập tức khẳng định đây là từ văn binh cố tình chơi khăm anh nhưng ngay lúc lạc tú đang định nói thì lại có người đến ba người cùng nhau đi vào trong phòng hình như trong đó còn có trương thục phi có điều trương thục phi lại làm ra vẻ như lạc tú không có mặt ở đó cô ta nhiệt tình chào hỏi người khác lại cố ý không nhìn lạc tú cô ta đã cặp bồ với trần hữu rồi đúng là lạc tú đã khiến cô ta phải nhìn bằng một con mắt khác nhưng như vậy thì sao chứ Lạc Tú có một chiếc siêu xe và cũng một công ty, nhưng làm sao có thể so sánh được với Trần Hiếu. Giá trị của người ta lên tới cả triệu nhân dân tệ, công ty của Lạc Tú có giá trị hơn một triệu không? Tuy rằng bây giờ Lạc Tú cũng không tệ, nhưng Lạc Tú thật sự so với Trần Hiếu là cái thá gì chứ? Trương Thục Phi và Từ Văn Binh chào hỏi, sau đó một đám người tụ tập trò chuyện, và Lạc Tú vẫn bị gạt sang một bên, không ai quan tâm đến anh cả. Vừa hay lúc đó Vương Phi cũng đến, ôi vương phi nào 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 từ văn binh lập tức trở nên cực kỳ nhiệt tình nào 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 để tôi giới thiệu với mọi người người khiêm tốn nhất trong chúng ta chính là vương phi tên này tuy im hơi lặng tiếng nhưng hiện tại trong tay cậu ta đang có một dự án lớn dự án đó trị giá mấy trăm triệu được đó giỏi lắm nhận không ra đó nha vương phi mọi người phụ họa theo vương phi đang định giải thích và giới thiệu lạc tú nhưng khi nhìn thấy lạc tú bị xếp ngồi trong góc thì anh ta lập tức cảm thấy không vui sau đó vương phi đi tới ngồi xuống bên cạnh lạc tú ôi tổng giám đốc vương à sao cậu lại ngồi chỗ đó chứ tôi đã cố ý dành chỗ cho cậu đây từ văn bình đứng dậy đi tới kéo vương phi vương phi liếc nhìn lạc tú lạc tú mỉm cười sau đó ra hiệu cho vương phi qua đó ngồi cuối cùng vương phi cũng qua kia ngồi đúng rồi vương phi chẳng phải cậu nói ông chủ của vịnh bàn long cũng sẽ đến ư đã đến chưa vậy cậu giới thiệu với bạn bè với nhé giới thiệu vương phi hơi ngẩn người vẫn chưa hiểu rõ tình hình sau đó lướt nhìn lạc tú anh ta phải hỏi ý kiến lạc tú nhưng lạc tú lại lắc đầu với anh ta vương phi lập tức hiểu ra bèn nói có lẽ vẫn chưa tới được vậy thì chờ chút đi đúng rồi tiểu lâm em có nhớ bức thư tình mà Lạc Tú đã viết cho em khi cậu ta theo đuổi em ở trường đại học không? Có vẻ như từ văn binh đang muốn khuấy động không khí nên lại có ý đồ làm nhục Lạc Tú. Dù sao thì đây là nơi thích hợp nhất để sỉ nhục Lạc Tú. Nhưng khi anh ta vừa thốt ra những lời này thì sắc mặt của Vương Phi chợt xa sầm lại, bởi vì chưa nói đến chuyện không hề có chuyện này, cho dù có chuyện như vậy thì cũng không nên nói oang oang trước đám đông như thế được. Vương Phi nhìn Lạc Tú, Lạc Tú khẽ lắc đầu, sau đó vương phi cố chịu đựng mà không nói gì. Em không nhớ nữa, Tiểu Lâm cũng cảm thấy lúc này nhắc đến chuyện đó là không thích hợp. Tôi nhớ rất rõ, Lạc Tú, cậu cũng được lắm. Người ta theo đuổi con gái thường tặng hoa hay quà cáp gì đấy, đã là thời đại nào rồi mà cậu còn viết thư tình. Nếu không có tiền thì còn theo đuổi con gái làm gì? Câu nói này lập tức khiến cả đám người trên bàn cười nghiêng ngả. Chương 47, người hối hận nhất. Ôi, vương phi hóa ra là vì chuyện này, còn không phải là bởi vì những người khác không thích ngồi cùng lạc tú ư, ừ, nếu như cậu không vui thì tôi sẽ đổi chỗ cho cậu ta ngay. Từ văn binh không dám làm phật ý Vương Phi, bây giờ Vương Phi nói gì thì anh ta cũng nghe theo. Dù sao cũng phải trông cậy vào Vương Phi giới thiệu ông chủ của vịnh Bàn Long nữa. Nhưng Vương Phi không quan tâm, lại cười gằn. Hừ, còn nữa, mọi người đều là bạn học với nhau, cậu cố ý sỉ nhục lạc tú trước mặt mọi người là có ý gì? vương phi đứng lên hỏi ôi vương phi chúng tôi chỉ đùa cho vui thôi mà cậu lại coi là thật à hơn nữa mọi người đùa với lạc tú cũng là chuyện bình thường thôi mà tiểu bàn đứng lên hòa giải nhưng trong lòng đang tự hỏi làm sao vương phi lại có thể ra mặt thay cho lạc tú được chứ không chỉ tiểu bàn mà những người khác cũng đang thắc mắc tại sao vương phi lại đứng về phía lạc tú dù sao thì nhìn lạc tú chẳng có tiếng tăm gì vương phi vừa rồi là lỗi của tôi tôi nhận lỗi với lạc tú cậu xem được chứ từ văn binh bưng ly rượu lên vì anh ta coi trọng vương phi nên mới nhận lỗi với lạc tú mà thôi về phần lạc tú thì sao trong lòng từ văn binh lạc tú chỉ là cái dám mà thôi đừng nói đến chuyện lấy lạc tú ra làm trò cười ngay cả việc sỉ nhục lạc tú và mắng chửi anh giữa chốn đông người anh ta còn dám nữa là đúng vậy vương phi tuy rằng lạc tú là bạn học của mọi người nhưng thật ra chẳng là cái thá gì đừng vì cậu ta mà làm tổn thương đến hòa khí của mọi người cậu cầm miệng lại cho tôi vương phi tức giận quát tháo ẩm ý cậu là cái thá gì mà cũng xứng để nói lạc tú tôi đã nhận ra một đám các người đều coi thường lạc tú phải không vương phi ném ly rượu trong tay xuống đất điều này khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc tại sao vương phi lại quan tâm đến lạc tú như vậy mấy người thấy lạc tú không có tiền không có thế chứ gì cho nên mới khinh thường cậu ấy không muốn làm bạn với cậu ấy phải không chết tiệt mấy người xứng sao? tôi nói cho các vị đang ngồi ở đây biết bây giờ mấy người còn không xứng để sách giày cho lạc tú nữa kia lại dám coi thường cậu ấy ư từ văn binh không phải cậu tìm tôi là vì muốn lấy được dự án vịnh bàn long ư không phải muốn tôi làm người giới thiệu với ông chủ của vịnh bàn long à bây giờ tôi nói cho cậu biết ông chủ của vịnh bàn long vẫn luôn ngồi ở đây đó chính là lạc tú mà mấy người mỉa mai đấy. Cái gì, cậu ta chính là ông chủ của vịnh bàn Long ư, hai mắt từ văn minh tối sầm lại, suýt chút nữa đã ngã sấp mặt. Mà mấy người bạn học khác cũng trợn tròn mắt. Dự án vịnh bàn Long là một dự án lớn vài trăm triệu, vậy chẳng khác nào bản thân lạc tú có giá mấy trăm triệu ư. Lúc này Trương Thục Phi cảm giác lồng ngực như bị vật gì đó đâm mạnh vào cô ta nghĩ rằng lạc tú nhiều nhất chỉ là ông chủ của công ty chỗ cô ta đang làm việc nhưng không ngờ lạc tú lại là ông chủ của vịnh bàn long quả thực nếu lạc tú chỉ là ông chủ của công ty cô ta đang làm thì anh không thể so với trần hiếu nhưng nếu lạc tú cũng là chủ của dự án vịnh bàn long thì trần hiếu là cái thá gì chứ trần hiếu có thể so sánh với lạc tú ư sách giày cũng không xứng nữa là bỗng nhiên trong lúc ấy một sự hối hận mạnh mẽ đến tột cùng tràn ngập trong lòng trương thục phi tại sao cô ta lại chia tay với lạc tú chẳng phải vì cô ta nghĩ rằng lạc tú không xứng với mình sau này không thể cho cô ta cuộc sống xa hoa mà cô ta muốn ư cô ta cảm thấy lạc tú chỉ là một người làm công ăn lương bình thường cả đời này cũng chẳng làm nên trò chống gì nhưng hiện tại thì sao lạc tú mới là nhà giàu có mà cô ta không thể với tới trương thục phi nước mắt lưng tròng mấy ngày trước người đàn ông này vẫn còn bị cô ta nắm trong tay, vẫn là bạn trai của cô ta, vẫn là người đàn ông của cô ta. Bây giờ, chỉ còn lại sự tiếc nuối. Tiểu bàn cũng rất hối hận, thật ra anh ta và Lạc Tú có mối quan hệ khá tốt, nhưng vì nịnh bợ từ văn binh mà anh ta đã đứng về phía từ văn binh châm chọc khiêu khích Lạc Tú. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ anh ta mới biết ai là ông chủ thực sự, ai là người anh ta nên nịnh bợ, đáng tiếc anh ta đã sai rồi mà từ văn binh lại càng hối hận. Lạc tú, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Tôi xin nhận lỗi với cậu ngay tại đây, từ văn binh vội vàng đứng dậy. Tuy từ văn binh cũng có chút tài sản ở Thông Châu nhưng so với mấy triệu kia của lạc tú thì chẳng là cái thá gì cả. Không cần đâu, lạc tú thả tàn thuốc trong tay ra rồi đứng dậy. Các vị cứ từ từ tụ họp, tôi không quấy dậy nữa. Lạc tú không nói nhiều, đứng dậy đi về phía cửa trò hề này cũng nên kết thúc rồi. Lúc này, bỗng nhiên cửa phòng mở ra. Là ông chủ của Hải Nguyệt Tiểu Trúc bước vào. Cậu Lạc, ban nãy hơi đường đột rồi, chỉ tặng có hai bình rượu mao đài, bây giờ tôi lại tặng thêm nhiều hơn nữa. Hơn 10 bình rượu mao đài đã được người phục vụ bưng lên. Ra tay cũng thật là hào phóng, bữa ăn của họ cũng chẳng đáng giá đến vậy đúng chứ. Nhưng tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lạc Tú, bởi vì lời nói của ông chủ chính là trọng điểm. Cậu lạc, tặng cho cậu lạc. Ông chủ, ý của ông là gì? Từ văn binh cũng sửng sốt, tiểu bàn cũng sửng sốt. Ban nãy họ còn nghĩ vì ông chủ nể mặt của từ văn binh nên mới dâng rượu mau đài lên, bây giờ họ mới vỡ lẽ đó là vì nể mặt của lạc tú. Ha ha, mọi người đều là bạn của cậu lạc, vậy đừng khách sáo, cần gì cứ nói, tất cả đều được miễn phí. Mọi người cứ ăn uống no say đi, tôi ra ngoài đây. Cậu lạc, gặp lại sau ạ. À. Ông chủ vô cùng khách sáo, rất cung kính với Lạc Tú. Nhưng Lạc Tú đã lên tiếng, "Đem rượu về đi, tàn cuộc rồi." "Dạ được thưa cậu Lạc." Ông chủ của Hải Nguyệt tiểu trúc cung kính mở miệng nói, sau đó dứt khoát yêu cầu người dọn rượu đi. Trong toàn bộ quá trình ấy đều tôn trọng Lạc Tú đến cực điểm. Về phần đám người từ Văn binh, thậm chí ông ta còn không thèm nhìn lấy một cái. Nếu không phải vì Lạc Tú thì với tư cách là ông chủ của Hải Nguyệt tiểu trúc, họ chẳng đáng để ông ta nói một lời. Cậu Lạc, tôi sai rồi, cậu có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa được không? Từ Văn Minh cực kỳ hối hận, rõ ràng ông chủ của Vịnh Bàn Long đang ở đây, thế mà người ta vừa bước vào cửa thì anh ta đã xúc phạm rồi. Bản thân anh ta đề nghị buổi họp mặt này là vì điều gì? Chương 48: Cứu người đẹp. Họp mặt bạn cũ, mọi người tụ tập lại, đã nhiều năm như vậy ít nhất cũng có chút tình cảm chứ hả? cậu lại để lạc tú ngồi trong một góc xó xỉnh còn gạt cậu ấy qua một bên mẹ nó cậu đúng là biết điều thật đấy vương phi tức giận đến mức chỉ vào mặt từ văn binh mà chửi bới còn mấy người tất cả đều là những kẻ hợm hĩnh chết tiệt vương phi tôi thật xấu hổ khi là bạn học cùng lớp với mấy người đấy sao hả thấy từ văn binh làm ăn được nên ra sức nịnh bợ còn thấy lạc tú thiếu thốn nên không thèm để ý đến chứ gì hiểu lầm vương phi đều là hiểu lầm thôi cậu ấy cậu ấy cũng quá khiêm tốn rồi từ văn binh vội vàng cầm ly rượu đến xin lỗi vương phi vương phi cậu xem chuyện này còn có cách cứu chữa hay không cứu chữa ông nội cậu ấy nếu hôm nay lạc tú đã đến đây rồi thì cứ tùy tiện nói hai câu sẽ thành công ngay nhưng bây giờ thì sao nếu đổi lại là cậu thì cậu có còn bằng lòng nữa không còn nữa chúng ta là bạn học với nhau nhưng mấy người lại chẳng mang tới tình nghĩa bạn bè mà chia ra năm bảy hạng người Vậy thì xin lỗi, mấy người là cái thá gì chứ, bám váy kẻ quyền quý nổi tiếng sao? Từ hôm nay trở đi chúng ta không còn là bạn cùng học nữa, cũng đừng liên lạc lại nữa. Cáo từ, Vương phi cũng bỏ đi, cứ thế phủi tay đi mất. Sau khi Vương phi bỏ đi, đám người Từ Văn binh nhìn nhau, đặc biệt là khuôn mặt của Từ Văn binh đã đỏ bừng bừng. Một cơ hội tốt như vậy, một việc chắc chắn như vậy, chỉ vì anh ta không coi ai ra gì. Chỉ vì anh ta xem thường Lạc Tú mà đã chẳng còn gì nữa. Thục Phi, cô không sao chứ? Tiểu Lâm ở bên cạnh an ủi, bởi vì Trương Thục Phi đang khóc. Cô ta mới là người hối hận nhất. Cô ta đã từng cho rằng Lạc Tú không thể so với Trần Hữu về mọi mặt, nhưng bây giờ thì sao? Sự thật đã chứng minh rằng Trần Hữu mới là kẻ thua kém Lạc Tú về mọi mặt. Hơn nữa cô ta cũng biết rõ một sự thật rằng Trần Hữu chính là loại đàn ông lăng nhăng, bây giờ còn có hứng thú với cô ta sau này chơi chán rồi sẽ quăng cô ta đi mà từ trước đến giờ lạc tú vẫn luôn đối xử chân thành với cô ta sự hối hận mãnh liệt khiến toàn thân trương thục phi run lên không sao trương thục phi gượng gạo nói mà tiểu lâm cũng không nói gì thật ra hiện giờ cô ta cũng rất hối hận một người có giá trị mấy triệu lạc tú khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác so với lạc tú thì từ văn binh chỉ là một cái rắm nếu biết lạc tú không phô trương và khiêm tốn như vậy thì khi còn học đại học sao cô ta lại chọn từ văn binh chứ nghĩ lại ban nãy cô ta còn đưa cho lạc tú 2 ngàn thì khuôn mặt không khỏi đỏ bừng còn từ văn binh lại cười đầy gượng gạo sau đó lúng túng nhìn mọi người chuyện này hoàn toàn là anh ta tự chuốc hỏa vào thân anh ta nghĩ bản thân mình ăn nên làm ra dù sao mới ra trường có một năm mà đã có công ty riêng nên anh ta có đủ tư cách để lên mặt với người khác nhưng bây giờ so với những người ta anh ta chỉ là một cái rắm còn Vương phi sau khi đuổi theo Lạc Tú, đã giải thích với Lạc Tú mãi vì chuyện này là do anh ta mà ra, nhưng Lạc Tú không trách Vương phi. Lạc Tú bảo Vương phi đi trước để thu xếp dự án, trong khi Lạc Tú dự định tự mình rời đi. Bước ra khỏi nhà hàng, dưới lầu có một quán bar, đương nhiên, Lạc Tú sẽ không đến quán bar để ngồi mà định rời khỏi đó. Nhưng lúc này, bốn tên côn đồ với mái tóc nhuộm sặc sỡ bước ra mang theo một cô gái. Cô gái trông chỉ mới 16, 17 tuổi, xem ra vẫn còn là trẻ vị thành niên. Mà mấy tên côn đồ đã đưa cô gái vào một con hẻm ở phía đối diện. Rõ ràng chỉ cần nhìn cũng có thể đoán được bọn họ định làm gì. Trong tình huống bình thường, Lạc Tú không muốn quan tâm đến những chuyện như vậy. Nhưng vừa rồi Lạc Tú đã trải qua cảnh tình người ấm lạnh nên bỗng nhiên động lòng trắc ẩn. Vì vậy, Lạc Tú cũng đi theo. "Thả tôi ra, thả tôi ra." cô gái đã bị chuốc say đến mức đầu óc rối mù, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc gì nữa. Phải công nhận cô gái này rất xinh đẹp, gần như là hoa khôi của trường, ăn mặc rất gợi cảm, đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn thì quả là quyến rũ đến mê người. Ha, đêm nay nhặt xác, không ngờ lại nhặt được một cái xác cực phẩm, các anh em, chúng ta thay phiên nhau đi. Một tên côn đồ miệng ngậm điếu thuốc nhe mấy cái răng vàng khè, nhau mắt lại nói. Ha ha, vẫn là nữ sinh đấy, thật là trắng mịn. Một tên côn đồ khác thò tay định cởi quần áo của cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ muốn phản kháng nhưng rượu đã rút cạn sức lực của cô ta, một tiếng sẹt vang lên, quần áo của cô gái nhỏ đã bị xé rách hơn một nửa. Đột nhiên, cô gái nhỏ giật mình, trong tích tắc, cô ta đã tỉnh lại hơn một nửa. Các anh định làm gì? Buông tôi ra, buông tôi ra. Cô gái nhỏ chưa gặp phải cảnh này bao giờ nên sợ hãi và vẻ mặt bối rối tên côn đồ kia lộ vẻ phấn khích, lại thò tay ra, nếu xé thêm lần nữa thì e rằng quần áo của cô ta sẽ bị xé rách hoàn toàn. Cô gái nhỏ rưng rưng, lộ ra vẻ tuyệt vọng và kinh hoàng trong mắt. Nhưng vào lúc này, may mắn thay lại có một bàn tay đã nắm lấy móng vuốt chó của tên côn đồ kia. Tên côn đồ kia thấy tay mình đã bị nắm thì quay đầu lại, nhìn thấy lạc tú thì đùng đùng tức giận. Mày bớt xen vào việc của người khác đi, muốn chết à? Lạc Tú không trả lời tên côn đồ đó, mà chỉ dùng một lực nhẹ, đột nhiên trong con ngõ nhỏ phát ra tiếng hét thảm thiết lên như heo bị cắt tiết. "Đau quá, đau quá, đại ca, đại ca, buông ra trước đi. Á, à, sắp gãy rồi, đại ca." Tên côn đồ kia thấy đồng bọn của mình bị chế ngự thì lập tức rút một con dao bướm ra rồi đâm tới Lạc Tú bằng vẻ mặt độc ác. Lạc Tú không thèm tránh, anh cứ thế nắm lấy con dao bướm sắc bén kia, rồi đá mạnh vào dưới háng của tên côn đồ ấy chợt một tiếng hét thảm thiết xuyên thấu tim gan lại vang lên, mấy tên côn đồ kia đã bị dọa cho hoảng sợ không còn biết gì nữa, cứ thế bỏ mặc đồng bọn đang lăn lộn trên mặt đất mà bỏ chạy. Lạc Tú nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên mặt đất, khoảng 17, 18 tuổi, chắc là học sinh trung học. Nhưng lúc này cô ta đã hoảng sợ đến mức há hốc mồm. Có câu nói đã thương thì thương cho chót, nếu cứ ném cô ta ở đây thì thể nào lát nữa cũng lại xảy ra chuyện. Nhưng nhìn cô gái nhỏ đang say khướt, Lạc Tú nhớn mày, dứt khoát sách cô ta lên, vừa vặn bên cạnh có một vòi nước nên anh ấn đầu cô gái nhỏ ngay dưới vòi nước. Cô gái nhỏ muốn vùng vẫy, nhưng khi thấy Lạc Tú hung dữ như vậy thì chỉ biết khóc. Xả nước một hồi, nhìn thấy cô gái nhỏ đã hoàn toàn tỉnh rượu nên Lạc Tú mới thôi. chương 49, không tiện. Cậu Lạc, có người muốn gặp cậu, đây là điện thoại của ông Diệp. Ồ, ai, Lạc Tú trả lời điện thoại. Người của cấp trên, Diệp Kính Bình nói. Ừm, um, được, Lạc Tú không hỏi thêm, cũng không tại sao muốn gặp anh. Nhưng câu trả lời tiếp theo lại khiến cho Diệp Kính Bình khó xử. Cậu Lạc, nếu cậu tiện thì đến đây một chuyến được không, bọn họ đang ở đây chờ cậu. Diệp Kính Bình ngượng cười nói. Không tiện, ông giúp tôi chuyển lời đến bọn họ là nếu muốn gặp tôi thì tự mình đến gặp, tôi không có thời gian để đi gặp mấy người không liên quan. Lạc Tú cúp luôn điện thoại, không phải vì không nể mặt Diệp Kính Bình mà bởi vì anh cũng chẳng phải người rảnh rỗi gì, cũng không phải hễ ai kêu anh là anh sẽ đi gặp họ ngay. Hơn nữa, tính tình của Lạc Tú chính là như vậy. Nếu không vui thì cho dù là cấp trên hay cấp dưới, hoặc ngay cả người trên trời thì Lạc Tú cũng chẳng có hứng thú để đi gặp mặt. Còn Diệp Kính Bình đã cố gắng truyền đạt một cách huyền chuyển cho người đàn ông và người phụ nữ trước mặt ông ta. Hừ, thật là một tên phách lối. Người đàn ông ngồi thẳng lưng, toàn thân toát lên cảm giác anh dũng oai phong, mạnh mẽ vang dội. Huấn luyện Phi Long, cậu ấy là người được đích thân tô giáo chỉ tên, hay là cậu? Hưng, tôi không quan tâm anh ta là người do tô giáo đích thân hay không đích thân chỉ tên, Phi Long tôi chỉ biết nắm đấm. Chúng tôi đi gặp cậu ta cũng được thôi, nhưng tốt nhất là đừng để chúng tôi thất vọng, nếu không cậu ta sẽ biết tay. Phi Long hừ giọng, còn người phụ nữ kia chỉ đành lắc đầu. Cảm ơn ông Diệp, làm phiền ông rồi người phụ nữ đứng lên rồi rời khỏi đó với người đàn ông ông nội diệp song song ở bên cạnh có vẻ không vui người này thật quá đáng đã cầu xin người ta giúp mà còn bày đặt lên mặt vinh váo ha ha chờ họ đến gặp cậu lạc rồi thì sẽ không ngông cuồng như vậy nữa diệp kính mình vừa cười vừa cầm tách trà không hề lo lắng phi long lát nữa anh nên lịch sự thì sẽ tốt hơn đó trong xe người phụ nữ lại nhắc nhở hư tôi không hiểu sao tô giáo đánh giá cao cậu ta như vậy chỉ là một thanh niên trẻ tuổi có giỏi thì giỏi đến mức nào chứ phi long tỏ vẻ rất khinh thường lạc tú người phụ nữ cũng không thể phản bác mặc dù phi long ngông cuồng nhưng người ta có tư cách để ngông cuồng người ta chính là cao thủ hình ý quyền hơn nữa trong ngoài vẹn toàn bình thường mấy bộ đội đặc trùng cũng không phải là đối thủ của người ta lại còn được bảo vệ mấy nhân vật tai to mặt lớn nữa chẳng mấy chốc xe đã đến hải thượng minh nguyệt sau đó hai người lên thang máy bấm chuông cửa lạc tú mở cửa vừa thấy phong cách đó thì biết ngay hai người này là người mà diệp kính bình đã nói sau khi vào phòng lạc tú còn chưa kịp chào hỏi mời họ ngồi xuống thì phi long đã nói với vẻ khinh miệt chẳng ra sao cả chẳng hề có chút khí thế nào cái gì lạc tú nghi ngờ quay đầu lại tôi nói cậu chẳng ra sao cả đó mà có muốn đánh nhau một trận không phi long người phụ nữ của trách sếp vốn là vậy mà vốn dĩ cậu ta chẳng mạnh mẽ gì trong mắt phi long tràn đầy vẻ khinh thường anh muốn đấu với tôi à lạc tú hỏi đúng vậy bởi vì tôi nhìn cậu cũng chẳng nhưng trong chớp mắt phi long không nói nên lời bởi vì khí thế của lạc tú đã thay đổi một khí thức cực kỳ áp lực tản ra từ trên người lạc tú vốn dĩ trong phòng đang rất nóng lập tức đã tràn ngập một cảm giác lạnh cóng hơn nữa khí thức áp lực này ngày càng nặng nề ngay cả người phụ nữ kia cũng cảm nhận được. Mà Phi Long lại càng cảm thấy rõ ràng hơn, giống như trước mắt có một con khủng long bạo chúa, một con mãnh thú thủa hồng hoang. Phi Long đừng nói là ra tay, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được, thậm chí cảm thấy ngay cả việc đứng trước lạc tú cũng phải dốc hết sức mới đứng vững. Cấp dưới không hiểu chuyện, thực xin lỗi, vẫn mong cậu lạc nương tay. Người phụ nữ vội vàng xin lỗi, trên trán đã đổ mồ hôi khi phải đối mặt với áp lực quá lớn trên người lạc tú, loại áp lực mà cô ta chỉ cảm nhận được trên người lâm hóa long mà tên đàn ông kia đã chảy từng giọt từng giọt mồ hôi đầu gối của anh ta cũng bắt đầu run rẩy lạc tú hừ giọng sau đó thu lại khí thế xin lỗi xin lỗi cậu lạc tôi có mắt không tròng. phi long không dám ngông cuồng nữa đùa sao với khí thế ban nãy đừng nói là ra tay mà ngay cả động đậy anh ta cũng không dám anh ta có loại cảm giác như thỏ con bị hổ giữ đang nhìn tròng trọc lần sau còn nói như vậy thì anh sẽ không có cơ hội nói lời xin lỗi đâu lạc tú tùy tiện ngồi xuống ghế sofa cũng không mời hai người ngồi xuống cậu lạc thật ra lần này chúng tôi đến không có hứng thú cũng không muốn nghe mời hai vị về cho lạc tú tỏ vẻ không hài lòng chắc hẳn hai người họ đến là vì có chuyện gì đó nhưng đã nhờ người ta mà còn tỏ thái độ như vậy khiến lạc tú chẳng vui vẻ gì nếu anh không thích vậy còn để ý đến mấy người làm gì chứ người phụ nữ chừng mắt nhìn phi long đầy tức tối như thể trách anh ta đã gây ra phiền hà cậu lạc xin thứ lỗi cho sự vô lễ vừa rồi của chúng tôi với cậu lần này chúng tôi đến là mang theo một nhiệm vụ vẫn mong cậu lạc đại nhân rộng lượng bỏ qua người phụ nữ rất giỏi giao tiếp lần này chúng tôi đến là muốn mời cậu lạc bảo vệ một người không có hứng thú cửa ở đằng kia mấy người đi được rồi lạc tú cười khẩy ngắt lời người phụ nữ lần nữa rồi lại ra lệnh đuổi khách. Coi anh là loại người nào chứ? Mời anh làm một tên vệ sĩ ư? Sao có thể chứ? Cậu Lạc, hãy cho chúng tôi một cơ hội nói hết mọi chuyện đã. Người phụ nữ cũng cảm thấy đau đầu, nhưng càng như vậy, cô ta càng phải hoàn thành công việc, dù sao đây cũng là nhiệm vụ cấp trên đã giao cho. Chương 50, người thầy ngông cuồng nhất trong lịch sử. Mấy người đã điều tra tôi rất kỹ. Lạc Tú đáp lại, rồi lạnh nhạt nhìn hạt giống kia. Nhưng trong lòng không khỏi bàng hoàng, đây là hạt giống có sức mạnh vô hình, rất khan hiếm, nếu có thể dung hợp được thì Lạc Tú sẽ có sức mạnh vô hình. Sức mạnh vô hình hoặc các thuộc tính khác của hạt giống thực sự rất hiếm, trong tự nhiên hạt giống rất hiếm, mà hạt giống của sức mạnh vô hình lại càng hiếm hơn. Đương nhiên Lạc Tú sẽ bị cám dỗ. Nếu cậu Lạc bằng lòng thì sau khi ký hợp đồng, nhiệm vụ kết thúc, hạt giống này sẽ là của cậu. Hơn nữa chỉ có 3 tháng, đối tượng bảo vệ sắp tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp không cần bảo vệ nữa. Người phụ nữ giải thích. Cuối cùng thì Lạc Tú cũng đồng ý, dù sao hạt giống vẫn có sức hấp dẫn chết người với anh. Chúng tôi sẽ sắp xếp để cậu Lạc vào làm giáo viên thể dục và chủ nhiệm lớp. Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ gửi lời đến phía nhà trường. Người phụ nữ giải thích một số chi tiết. Sau khi đạt được thỏa thuận, người phụ nữ dẫn theo Phi Long đi khỏi đó. Sao lúc nãy không ra tay đi? Người phụ nữ trừng mắt với Phi Long muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được cô không đối mặt với loại áp lực đó nên không biết đâu tôi có cảm giác nếu tôi chỉ hơi nhúc nhích thì sẽ bị đánh chết ngay tức khắc đây vẫn là lần đầu tiên khi đối mặt với một người mà tôi có cảm giác như đi đến quỷ môn quan quá mạnh mẽ phi long cười gượng gạo bây giờ sau lưng anh ta vẫn đang đổ mồ hôi anh ta chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại có người mạnh mẽ đến như vậy chỉ cần dựa vào khí thế cũng đủ để khiến anh ta sợ hãi đến mức không thể động đậy còn Lạc Tú cầm bức ảnh của đối tượng cần bảo vệ kia lên xem thì bỗng nhiên cảm thấy rất quen mắt. Khu phát triển Thông Châu, mảnh đất này thuộc loại địa bàn rộng lớn. Mà trường trung học quý tộc tốt nhất ở Thông Châu, trường trung học Uất Kim Hương nằm ở đây, ngôi trường có phong cách trường học xuất sắc và nền giáo dục tuyệt vời. Cho dù là thành tích của học sinh hay tố chất nghề nghiệp của giáo viên đều thuộc hạng mẫu mực. Nhưng những điều này phải trừ lớp 3 của khối 12 ra, bởi đây là một lớp học rất kỳ lạ, có thể nói là một vết nhơ và xấu hổ trong lịch sử của trường trung học Uất Kim Hương, mà ngay cả bản thân thầy hiệu trưởng cũng chưa có cách gì để dạy dỗ. Ở lớp 3 của khối 12, ba trong số tư đại lụa là của trường đều học trong lớp này, hai kẻ đầu gấu của trường cũng học trong lớp này, học sinh có thành tích tốt nhất học ở lớp này mà học sinh học dở nhất cũng học ở lớp này. Hầu như ngày nào ở lớp này cũng có người trốn học, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, nhuộm tóc, thu tiền bảo kê, chấn chỉnh giáo viên trong 3 năm qua đã đổi 10 giáo viên chủ nhiệm, bây giờ vẫn còn hai giáo viên chủ nhiệm đang nằm trong bệnh viện. Một lớp học đáng xấu hổ như vậy lẽ ra đã phải giải tán từ lâu, nhưng lớp học này vẫn tồn tại một cách kỳ diệu, cho đến khi ngày tốt nghiệp chỉ còn 3 tháng nữa. Lý do rất đơn giản, lớp này đều là con ông cháu cha. Thế hệ giàu có thứ hai, con quan đời thứ hai, hoặc con trai của mấy ông lớn ở Thông Châu. Những nhân vật số 1 số 2 ở Thông Châu, thậm chí cả cháu trai của Diệp Kính Bình đều ở trong đó, mặc dù chỉ có 21 người trong một lớp học như vậy, nhưng thầy hiệu trưởng không dám tùy tiện trêu chọc bất kỳ ai trong số họ. Văn phòng của hiệu trưởng Không được, hiệu trưởng, chuyện này tuyệt đối không được, tôi phản đối. Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đầu tóc bóng loáng tức giận hét lên trong phòng hiệu trưởng. Trần Hiếu, chuyện này là do cấp trên chỉ thị, hiệu trưởng đã hơn 50 tuổi, và nhiều năm công tác trong ngành giáo dục đã cho hiệu trưởng một cảm giác rất văn hóa. Thật trùng hợp, Trần Hữu cũng làm giáo viên trong trường này và anh ta cũng là giáo viên chủ nhiệm. "Hiệu trưởng, tôi biết rõ ràng thân phận của tên nhóc này. Anh ta chỉ là một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, còn không có chứng chỉ giáo viên thì sao có tư cách để chủ nhiệm lớp 3 của khối 12 chứ?" Trần Hữu tỏ vẻ khinh thường khi biết Lạc Tú sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp 3 của khối 12, anh ta đã cật lực phản đối một người như lạc tú có xứng đáng là một giáo viên không trần hiếu không phải cậu cũng vừa tốt nghiệp đó à hơn nữa cậu còn là giáo viên chủ nhiệm hiệu trưởng thở dài ông ta không thể đắc tội với trần hiếu lại càng không thể đắc tội với lạc tú bởi vì đó là nhiệm vụ cấp trên giao cho ông ta không phải công việc mà là nhiệm vụ anh ta có thể so sánh với tôi à tôi tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng của nước ngoài anh ta chỉ tốt nghiệp một trường đại học bình thường anh ta là một người chưa từng được hưởng thụ nền giáo dục cao cấp. Trần Hữu có ấn tượng rất xấu về Lạc Tú, hoặc nói rằng Lạc Tú đã vô tình làm gián đoạn kế hoạch của anh ta. Vốn dĩ hiệu trưởng sắp xếp cho anh ta làm chủ nhiệm một lớp khó quản lý như lớp 3 của khối 12 hoặc có thể nói Trần Hữu đã nhúng tay vào để giành được. Vốn dĩ một lớp học như vậy, các giáo viên khác đều sợ bị sắp xếp vào đó, nhưng Trần Hữu thì khác, thứ nhất là chỉ còn 3 tháng thứ hai là do tất cả các mối quan hệ của anh ta đều đã lo liệu hết. Chỉ cần anh ta có thể khiến cho lớp 3 của khối 12 vào đại học, như vậy anh ta có thể vượt qua hiệu trưởng để tiến vào bộ giáo dục. Có thể nói, lớp 3 của khối 12 là bước đệm vô cùng quan trọng để anh ta đi lên. Thậm chí người thầy trước bị hạ gục cũng có công lao của Trần Hiếu, chiến thắng đã ở trong tầm mắt, kết quả lại bị lạc tú phỗng tay trên. Chuyện này đã quyết định rồi, chúng ta không thể thay đổi được gì đâu hiệu trưởng buông lòng tay nói. Thấy hiệu trưởng nói như vậy, Trần Hữu không còn cách nào khác đành phải từ bỏ. Nhưng Trần Hữu siết chặt nắm đấm, tự nhủ trong lòng. Coi như mày xui xẻo, bạn gái đã bị tao cướp mất, tao đã định tha cho mày nhưng mày lại dám cản đường của ông đây, vậy tao nhất định phải giết chết mày. Người sắp tới rồi, gọi các giáo viên khác cũng đến đây đi. Hiệu trưởng nhắc nhở. Lạc Tú mở cửa, một chiếc bàn dài 10 mét đã đầy người ngồi. Không khí trong văn phòng hơi nặng nề, những đôi mắt sáng quắc cứ nhìn về phía Lạc Tú. Điều làm cho Lạc Tú ngạc nhiên là Trần Hữu cũng đang ở đây, nhưng rõ ràng vẻ mặt của Trần Hữu lại cố tình giả vờ như không biết anh. Lạc Tú nghĩ cũng đúng, trước đây anh ta đã rất bẽ mặt trước Lạc Tú mà. Còn niềm nở với anh mới là chuyện lạ. Mà Lạc Tú cũng nhớ rằng kiếp trước Trần Hữu đúng là giáo viên ở một trường trung học, nhưng chưa được bao lâu thì anh ta đã tiến vào bộ giáo dục. Bầu không khí thoáng nghiêm túc. Dường như cả văn phòng nồng nặc mùi thuốc súng. Bầu không khí này đã chứng tỏ rằng đại đa số mọi người ở đây không chào đón Lạc Tú. Lúc này, hiệu trưởng đứng lên nói: "Đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, Lạc Tú, vì vậy tôi sẽ không giới thiệu nữa. Sau này Lạc Tú sẽ phụ trách lớp 3 của khối 12, sự việc chính là như vậy, mong mọi người ủng hộ công việc của thầy ấy." Hừ, Trần Hữu cầm đầu hừ giọng trước, tỏ ý không hài lòng. Lúc này một giáo viên đầu chọc, đeo kính cận chợt đứng lên nói. Tôi xin hỏi cậu lạc này, cậu có kinh nghiệm giáo dục không? Cậu có quan niệm và phương pháp giáo dục không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 51: Cá cược. Cậu, cậu dám mắng tôi mất lịch sự ư? Tôn Huy Nam không tin nổi, tên này cũng quá ngông cuồng rồi. Chỉ vừa mới đến mà đã mắng người ta? Nếu như tai ông không bị điếc hoặc là trí lực của ông bình thường thì có thể chắc chắn rằng tôi đang mắng ông đấy. Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Lạc Tú, lẽ nào anh thì lịch sự à? Trần Hữu đập bàn đứng dậy, anh ta vốn đã khó chịu với Lạc Tú, lúc này nhìn thấy Lạc Tú vắt chân lên bàn vừa hay tìm được cái cớ. Ồ, có câu đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, nếu như tôi đã gặp phải phường lưu manh mà không phải là thầy giáo đức cao vọng trọng thì đương nhiên tôi cũng sẽ không tôn trọng gì cả. Nói xong, Lạc Tú rút một điếu thuốc ra châm lửa hút. Ở đây không được, đừng có lá mặt lá trái, lớp 12 phần 3 tôi nhận rồi, không phục cũng được thôi, anh đi nhảy lầu đi. Hoặc nếu có bản lĩnh thì giành lại lớp 12 phần 3 từ tay tôi đây này, nếu không thì ngoan ngoãn câm miệng cho tôi, đồ vô tích sự. Lạc Tú mắng như tát nước không nể mặt chút nào, anh không thèm giả vờ với đám người này, không phục thì kệ. Bầu không khí lúc này càng thêm xấu hổ. Không ai ngờ được ngay ngày đầu tiên gặp mặt, lạc tú đã dám mắng người công khai. Ban đầu trước khi anh đến còn muốn bàn bạc với các thầy cô ở đây xem làm thế nào để quản lý, dạy dỗ học sinh thật tốt. Kết quả giờ thì sao? Sự tốt đẹp của lạc tú dành cho giáo viên đã hoàn toàn tan biến. Anh dám mắng tôi, Trần Hữu lại đứng phát dậy. Đừng có tự vơ vào mình thế. Lạc tú vứt tàn thuốc trong tay đi. Kia thầy lạc đừng nổi nóng mọi người nói qua nói lại cũng là vì muốn tốt cho đám học sinh lớp 12 phần 3 mà. Dù sao chúng nó cũng là bọn khó quản nhất trong các khóa từ trước đến nay. Lúc này hiệu trưởng đứng ra nói với mọi người. Một tháng, tôi chỉ cần một tháng, tất cả học sinh lớp 12 phần 3 sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như tôi không làm được, vậy thì tôi sẽ chủ động rút lui. Nhưng một tháng này nếu như có ai dám làm chuyện xấu xa bên trong thì đến lúc đó đừng trách tôi đây không khách khí. Ha ha, anh nói cái gì cơ, một tháng ư. Chúng tôi ở đây ba năm còn chưa giải quyết được vấn đề, một tháng của anh có thể làm được chắc. Anh có biết rốt của cái lớp 12 phần 3 đáng sợ thế nào không? Hiệu trưởng, ông xem bộ dạng vừa rồi của anh ta có chỗ nào giống thầy giáo không? Quá là kiêu căng. Hiệu trưởng, người như thế này là kẻ tồi tệ, làm sao có thể làm giáo viên được chứ? Từng lời nói châm chọc và tiếng cười nhạo vang lên. Tôi cá một ngày, trước bữa tối hôm nay nếu như anh còn có thể đứng ở đây thì coi như tôi thua. Một thầy giáo đứng dậy nói. Được, tôi cũng cá một ngày, trước giờ tan làm hôm nay anh chắc chắn sẽ bị chơi chết. Một giáo viên khác cũng đứng lên. Một ngày hôm nay, nếu như anh có thể tiếp tục ở lại lớp 12 phần 3 thì sau này chúng tôi đều sẽ gọi anh là thầy. Tôi không cần đám học sinh có lòng bất chính như các người đâu. Lạc Tú cũng châm trọng nói. Hơn nửa giáo viên đều đứng dậy. Thế này đi, nếu hôm nay lớp 12 phần 3 xảy ra chuyện, tôi sẽ rời đi. Nếu lớp 12 phần 3 không sao hoặc tôi không xảy ra chuyện gì, thì những giáo viên hiện giờ đang đứng mỗi người sẽ phải chạy 50 vòng quanh sân thể dục cho tôi. Khóe miệng Lạc Tú xẹt qua một sự chế giễu. Được, anh tưởng tôi sợ anh chắc. Được, một lời đã định. Cuộc họp giải tán. Chào thầy Lạc, tôi họ Chu, là giáo viên tiếng Anh của lớp 12 phần 3, anh vừa mới tới e là còn chưa rõ tình hình. Có điều lúc nãy anh quá kích động rồi. Thầy Chu có vẻ rất nhiệt tình, là một thầy giáo khoảng hơn 30 tuổi. Sao thế? Lạc Tú đi trên hành lang, thầy Chu đuổi theo sau. "Thầy Lạc, tôi khá thích anh nhưng anh quá kích động rồi đấy. Anh không biết mấy đứa nhỏ đó đứa nào cũng có lai lịch cực lớn, hai người trước đó, thầy Lương và thầy Trần giờ vẫn đang nằm viện kia." Thầy Chu nhắc nhở anh. "Không sao, mấy đứa nhỏ nghịch ngợm một chút mà thôi." Lạc Tú có vẻ rất tự tin. Hay được rồi, nhưng anh vẫn nên cẩn thận chút. Có điều thầy Lạc à, hành động vừa rồi của anh rất ngầu đấy. Trần Hữu kia dựa vào quan hệ gia đình vẫn luôn chèn ép chúng tôi. Còn cả Tôn Huy Nam kia nữa, hiện giờ cũng theo phe anh ta, chúng tôi sớm đã trướng mắt bọn họ rồi. Thầy Chu rõ ràng vô cùng khác biệt, bây giờ những giáo viên khác nhìn thấy anh là muốn trốn, hận không thể tránh Lạc Tú càng xa càng tốt, chỉ có một mình anh ta đứng ra lôi kéo Lạc Tú làm quen có điều anh ta cũng lo lắng cho Lạc Tú, dù sao Lạc Tú thể hiện tài năng quá mức, hơn nữa đám học sinh lớp 12 phần 3 thực sự có thể làm bất cứ chuyện gì, một giáo viên mới đến như Lạc Tú sẽ gặp nguy hiểm lớn. Mà ở nơi khác, Tôn Huy Nam đứng bên cạnh Trần Hữu hỏi: "Thầy Trần, chúng ta có cần ra tay không? Đưa thông tin của anh ta cho học sinh lớp 12 phần 3, tôi lại muốn xem xem hôm nay anh ta sẽ chết thế nào." Lớp 12 phần 3, giờ tự học buổi sáng, này trí cường, cậu nói thêm với mọi người về chuyện của lạc gia đi. Một đám học sinh vây tròn lại với nhau, ở giữa là một cậu thanh niên trông rất sạch sẽ sáng sủa, khoảng 17 tuổi. Lưu Trí Cường, con trai của một nhân vật lớn thành phố Thông Châu, cũng là một trong những người có vị trí cao nhất ở lớp 12 phần 3, hoặc có thể nói là một trong những người có vị trí cao nhất ở trường trung học Uất Kim Hương. Vậy tôi sẽ kể tiếp cho các cậu, nghe nói lúc ấy người tên là Vạn Thiên Sơn rất kiêu ngạo đứng ra, sau đó hét lớn một tiếng súng đạn cũng không làm ta bị thương được ai có thể khiến ta bị thương chứ lúc này lạc gia lên đài nghe nói lạc gia rất trẻ tuổi lạc gia nói anh là cái thá gì tôi chỉ cần ba đấm là đánh chết anh cậu không biết đâu lúc ấy lạc gia ngầu cực kỳ luôn lưu trí cường vô cùng kích động vừa nói vừa khua tay múa chân một hai không biết lạc gia đã có bạn gái chưa nhỉ có một bạn nữ khác trong lớp vừa trang điểm vừa hỏi Thi Thi, cậu đừng mơ mộng nữa, nhân vật như lạc gia mà cậu còn muốn làm người phụ nữ của anh ấy sao? Một cậu thanh niên đeo kính dâm trông có vẻ rất điềm đạm nhưng trên cánh tay lại có hình xăm mở miệng nói. Này lớp trưởng, không phải cậu nói cậu đã tìm được lão đại rồi à, là em trai của Quảng Khôn ở khu vực này sao? Lúc đó Quảng Khôn không có ở đó, cậu xem hỏi thăm thêm chút đi. Thi Thi lại hỏi. Đừng ồn ào, nghe trí cường kể tiếp đi. Đây là dịp hiếm khi lớp 12 phần 3 cùng nhau tụng lại với nhau nghiêm túc bàn luận một chuyện, bởi vì hiện giờ tất cả mọi người đều rất sùng bái người tên là Lạc Gia này. Bởi vì mỗi người trẻ tuổi đều có ước mơ mình là anh hùng, ước mơ có một thân võ công tuyệt thế. Mà con gái lại càng thích đại anh hùng giống như vậy. Lúc ấy mọi người ở khắp thông châu đều không biết làm sao với vạn thiên sơn, chỉ có Lạc Gia. Rốt cuộc Lạc Gia tên là gì thế? Không cha ra được, cũng không dám cha. Nhân vật kiểu này chỉ nhìn một cái thôi là đại lão thông châu đã sợ chết khiếp. Ông nội Diệp Thánh Đào là nhân vật lớn cỡ nào chứ, nghe nói cũng phải nhường lạc ra ba phần. Đám nhỏ ở lớp 12 phần 3 đều là con nhà có bối cảnh lớn, đối với chuyện xảy ra gần đây ở thành phố Thông Châu chắc chắn đều đã nghe thấy, chỉ là chỉ có thể nghe được chút ít mà thôi. Nhưng cả lớp 12 phần 3 này có thể nói đều đã trở thành người hâm mộ lạc ra rồi. chương 52, nghi thức tiếp đón đặc biệt. Ê Chí Cường, cậu phân tích xem vì sao Trần Hữu này lại muốn giúp chúng ta." Hàn Phong hỏi. "Hừ, đồ vô dụng đó, tuy hiện tại ông bố già nhà anh ta về hưu rồi nhưng vẫn có vài mối quan hệ. Nếu anh ta có thể giải quyết lớp 12 phần 3 nói không chừng có thể mượn nó để thăng chức. Dù sao chúng ta cũng không cần học, trong lớp này có ai không thể vào đại học bằng quan hệ được cơ chứ. Đến lúc đó, nếu như có thể có mối quan hệ tốt đẹp với chúng ta, không chừng sau này còn là sự trợ giúp cho anh ta." tiếc là tôi đây khinh loại người như thế. Từ nhỏ Lưu Trí Cường đã sống và lớn lên ở gia đình như vậy, đối với chút chuyện này cho dù không có hứng thú đi nữa nhưng dẫu sao từ nhỏ đã thấm nhuần, thực sự có thể phân tích ra được một chút gì đó. Hơn nữa trí thông minh của tên này rất cao, chỉ là không thích học hành, nghe nói lúc còn nhỏ đã giành được hạng nhất Olympic toán toàn quốc nữa. Hai, còn nữa, anh ta là giáo viên dạy thể dục, mẹ kiếp cái gì mà giáo viên thể dục, Bây giờ giáo viên dạy thể dục cũng có thể làm chủ nhiệm lớp nữa à? Hàn Phong nhíu mày nói. Mẹ nó chứ không phải là họa do cậu gây ra à? Lần trước cậu tìm người đánh thầy Lương và thầy Trần đến nỗi phải vào viện, lần này trường tìm một người có thể lực chiến đấu đến rồi. Lưu Trí cường đoán. Hai thằng ngu kia, giờ học tôi xem phim đen thì làm sao hả? Cứ phải gây phiền phức cho tôi, chẳng có mắt nhìn gì cả. Người sau này sẽ làm hoàng đế ngầm ở thông châu giống như tôi không cần mặt mũi chắc hàn phong không cho là phải lần trước trong giờ học bị thầy bắt quả tang xem phim đen lại cứ đòi phạt cậu ta kết quả hàn phong tìm mấy tên vạm vỡ bên ngoài trường đập cho hai thầy giáo một trận phải nằm viện vậy chúng ta có ra tay không một cậu thanh niên lên tiếng hỏi rõ ràng đang hỏi có cần ra tay với lạc tú hay không ra tay chứ sao có thể không được nghe nói tiết đầu bị điều chỉnh anh ta sẽ tới tìm chúng ta ngay thôi các cậu ăn xong chuẩn bị một chút chúng ta sẽ dành một bất ngờ cho giáo viên mới này. Lưu Trí Cường rất tán đồng nói. Đúng, cho anh ta một bất ngờ lớn luôn. Ê, Trần Hữu gửi tin tới, nếu tôi có thể đuổi giáo viên mới này đi thì sẽ cho tôi 10 vạn tệ. Mọi người đều có phần nhé, mọi người đều có phần. Hô to một tiếng, mọi người lập tức vây quanh lại. Các cậu đều thiếu tiền hết à? Đây không phải chơi cho vui sao? Hay là thế này đi, Cậu nói với tên vô dụng Trần Hữu kia là chúng ta sẽ tặng một bất ngờ cho giáo viên mới trước, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau bỏ học, chiều hôm nay là có thể đuổi anh ta đi. Lưu Trí Cường đưa ra ý kiến. Được, cứ làm vậy đi, đuổi một giáo viên đi thôi mà, quá nhẹ nhàng dễ dàng luôn. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, mau kể chuyện lạc ra cho tôi đi. Các cậu ai giúp tôi hỏi thăm xem rốt cuộc anh ấy đã có bạn gái chưa thế, có rồi cũng không sao, có thiếu bổ nhí không? Cô gái tên là Thi Thi tiếp tục hỏi. Đám người lại tụm lại một chỗ bàn luận. Linh Như, sao cậu lại học nữa vậy? Ở trong góc có một cô bé duy nhất đang học, nhưng không ai bỏ qua cô bé vì cô là người đẹp đứng đầu của trường trung học Uất Kim Hương, An Linh Như. Đương nhiên cả trường Uất Kim Hương đều biết chuyện trùng trường Hàn Phong theo đuổi cô gái này vô cùng vất vả. Cút xa một chút, đừng làm phiền tôi học, An Linh Như nhìn thấy Hàn Phong, trực tiếp xoay người không để ý đến cậu ta. Được, tôi biến, người được xưng là chùm trường uất kim hương hàn phong ở trước mặt an linh như ngoan ngoãn như cậu bé hàng xóm. Reng reng reng, tiết học đầu tiên ở trường trung học uất kim hương đã bắt đầu theo tiếng chuông. Ê cậu nói xem thầy lạc mới đến kia có thể chống đỡ qua một tiết không? Trong phòng làm việc, các giáo viên không có tiết bắt đầu tán gẫu. Tôi thấy nguy hiểm, nhớ giáo viên lần trước không, qua tiết một đã phải bỏ ra ngoài. Một tên trẻ tuổi còn chưa mọc hết lông cánh, anh ta có thể quản được đám nhóc kia sao?" Một thầy giáo khác bưng chén trà, nói: "Bên kia nói thế nào?" Trần Hữu ngẩng đầu nhìn sang Tôn Huy Nam bên cạnh. Bên kia đã chuẩn bị trả lời, bọn họ sẽ kháng nghị cùng nhau bỏ học sau đó đuổi kẻ họ lạc này đi. Tôn Huy Nam lộ ra nụ cười khẩy. Có được tin này, Trần Hữu nở nụ cười trong nháy mắt. "Hừ, đấu với ông đây thì ông đây chơi chết anh." Trần Hữu lộ ra vẻ châm chọc, "Bạn gái anh đã bị tôi cướp đi rồi." Anh còn có thể đấu lại tôi sao? Mà theo tiếng chuông, Lạc Tú từ từ đi đến lớp 12 phần 3. Trong lớp 12 phần 3, giờ phút này mọi người đều ngồi ngay ngắn trước bàn học, im lặng, vô cùng yên tĩnh. Cả lớp đều đang chờ đợi giống như một lớp đang học cực kỳ nghiêm túc và đầy tính kỷ luật. Đám người ngồi ở đó, mở sách giáo khoa ra trước mặt giống như đang đợi giáo viên lên lớp. Lạc Tú đi đến cửa lớp 12 phần 3, cửa đang đóng mà học sinh bên trong lại vô cùng yên lặng nếu là giáo viên bình thường có thể sẽ phất lờ. Nhưng Lạc Tú lại thấy được vì anh có năng lực nhìn thấu, phía trên cửa có treo một chậu nước, đằng sau cửa nửa mét có một lớp dầu quét trên mặt đất, bên trên còn dài một tầng bi thép, chỉ cần đẩy cửa ra thì chậu nước sẽ đổ xuống. Mặc dù tránh được chậu nước nhưng sự chú ý bị thứ trên đầu thu hút, sẽ không chú ý dưới chân, dẫm lên mấy viên bi chắc chắn sẽ ngã sấp mặt. Đây có lẽ chỉ là quà gặp mặt thôi, phía sau hẳn vẫn còn lạc tú cảm thấy hơi buồn cười liếc mắt nhìn cửa phòng học đầy khinh thường anh cũng không đẩy cửa ra mà giơ chân lên đạp mạnh một cú dầm cửa vang lên một tiếng rồi đổ ập nước chút xuống nhưng trên người lạc tú không dính lấy một giọt cánh cửa đổ vừa hay đè lên đống bi thép đây là cách lạc tú bước vào sau đó lạc tú đi vào trong lớp giữa ánh mắt ngạc nhiên của đám học sinh ở phòng làm việc phía xa Hiệu trưởng đang cầm kính viễn vọng nhìn nhưng trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ tươi cười. "Ôi, em mờ thanh đồng loạt vang lên, đầu tiên là sửng sốt bởi vì đây là lần đầu tiên có một thầy giáo đạp cửa bước vào lớp. Là giáo viên hay là kẻ cướp vậy? Có điều kế hoạch vẫn phải tiếp tục, bọn họ phản ứng lại rất nhanh. Nhạt nhẽo, thầy quá giỏi luôn, vậy mà lại phá hỏng quà mà chúng em chuẩn bị cho thầy. Thầy à, thầy đừng giận nhé, đây là truyền thống của lớp số 3 chúng em." Là nghi thức hoan nghênh đặc biệt. À phải rồi, thầy à, chúng em xin bù lại lỗi lầm vừa mới gây ra, đây là bánh ngọt em tự làm. Một bạn nữ cười vô cùng ngọt ngào giống như thực sự thấy có lỗi, bưng một chiếc bánh ngọt đi lên bục giảng đưa cho Lạc Tú. Mà Hàn Phong lại cười ha ha đứng dậy. Chào thầy ạ, à, em là lớp trưởng lớp số 3, đây là tấm lòng của em với thầy mang từ nước ngoài về đấy ạ. À. Hàn Phong đưa ra một hộp quà được gói tỉ mỉ, bên trong là một hộp thuốc lá lạc tú cúi đầu nhìn bên trong bánh ngọt có một con run có lẽ còn có một chút thuốc sổ còn trong hộp thuốc lá có dấu pháo thầy có thể ngồi đây hút thuốc ăn bánh ở đây em còn có bia nữa hàn phong đứng trước mặt lạc tú chỉ vào cái ghế bên cạnh anh trên ghế là nhựa cao su siêu dính nhưng bị che đi vô cùng cẩn thận lạc tú mỉm cười bỗng nhiên giơ một chân móc cái ghế qua đây lúc anh chuẩn bị ngồi xuống tay anh lại kéo hàn phong đến sau đó anh đặt tay lên vai Hàn Phong ấn cậu ta ngồi xuống. Ý cười trên mặt Hàn Phong biến mất. Lạc Tú không biến sắc, cầm lấy bia, bánh ngọt, thuốc lá sau đó thẳng tay vứt vào sọt rác. Hành động này lập tức khiến đám học sinh sửng sốt, lại bị nhìn thấu rồi ư. Thầy ơi đây là tấm lòng của chúng em, thầy sao vậy? Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ quản lý lớp số 3. Cứ vậy đi, các em tự học. Lạc Tú nói xong câu đó thì xoay người rời đi để lại đám học sinh kinh ngạc ngơ ngác. Yo, còn kiêu căng nữa, lại còn nói lớp số 3 do anh ta quản lý kia. Có chút bản lĩnh, không phải hạng dễ đối phó, vậy mà lại có thể nhìn thấu chúng ta. Vốn tưởng rằng anh ta định giới thiệu, giờ hộp phấn bị tôi động tay chân cũng không có tác dụng gì nữa rồi. chương 53, bỏ học. Tất cả mọi người đứng dậy hưởng ứng. Chỉ có một mình an linh như ở trong góc mở to mắt nhìn theo lạc tú vừa rời đi hoặc là nói từ đầu đến cuối, từ sau khi Lạc Tú bước vào, ánh mắt An Linh như không hề rời khỏi Lạc Tú. Bởi vì cô bé nhớ tới người đàn ông buổi tối hôm đó cứu mình ở con ngõ nhỏ cửa quán ba. Không phải chỉ là một giáo viên mới đến sao. Cầm miệng hết cho tôi, trong tiếng ồn ào, An Linh như bỗng đứng dậy quát lên. Cả lớp lập tức im lặng. Làm sao vậy Linh như, cậu nổi nóng như thế làm gì? Hàn Phong đang theo đuổi anh Linh Như, đương nhiên sẽ rất quan tâm tôi kể các cậu nghĩ gì nhưng sau này ai dám làm khó thầy lạc thì chính là đối địch với an linh như tôi nói xong an linh như cũng chạy ra ngoài đuổi theo lạc tú cả lớp lại sửng sốt sao mà vừa mới nói xong một câu trong lớp đã có người làm phản hàn phong ngẩn người sau đó nhíu mày hơi do dự hành động bỏ học hôm nay hủy bỏ những chuyện khác của các cậu tôi có thể không quản mặc kệ các cậu nhắm vào giáo viên mới tới thế nào nhưng hành động bỏ học hôm nay phải hủy bỏ nhưng mà không nhưng nhị gì hết linh như nhà tôi hôm nay không vui hàn phong đã nói vậy rồi mọi người cũng cho lớp trưởng cậu ta chúc thể diện hàn phong nói xong câu đó bắt đầu cởi quần nhựa cao su siêu dính kia mà không cởi quần ra thì không gỡ nổi đây là cậu ta tự làm tự chịu lưu trí cường nhướng mày giáo viên mới đến này trông có vẻ khá bản lĩnh vừa đến đã đánh tan lòng đoàn kết đối ngoại của bọn họ lập tức khiến cho bọn họ sụp đổ ít nhất trước mắt An Linh Như thực sự làm phản. An Linh Như mà làm phản thì Hàn Phong cũng sắp luôn rồi. Tin mới nhất, tên họ lạc kia đã rời lớp 12 phần 3 rồi, 3 phút cũng không kiên trì được. Tôn Huy Nam đắc chí cười nói. Tốt, ông đây đợi học sinh gây chuyện rối tung lên xem anh còn có thể làm gì. Trần Hữu cũng liên tục cười khẩy giống như đang chờ xem trò cười của Lạc Tú. Trong văn phòng các giáo viên cũng tụm lại một chỗ, Tên họ Lạc kia 3 phút cũng không trụ được, bỏ chạy rồi. Tôi đợi xem đám học sinh kia gây sự thì anh ta có còn mặt mũi ở đây nữa không. Cũng không biết mình là hạng người gì, vừa mới tốt nghiệp đại học mà sáng sớm hôm nay đã dám hoành hoang như vậy. Tôi đã nói rồi mà, học sinh lớp số 3 kia làm sao có thể tha cho anh ta chứ. Còn Lạc Tú xuống lầu đi về phía sân bóng trường trung học Uất Kim Hương. Hôm nay mục đích của anh chỉ có một, đó là xem người mình cần bảo vệ. Chuyện khác không nằm trong phạm vi Lạc Tú lo lắng. Chuyện đó, thầy, thầy Lạc, An Linh Như thở hổn hển chạy theo anh. Em tìm tôi có việc gì sao? Lạc Tú nhìn An Linh Như, đây là người anh cần bảo vệ. Không thể không nói, tuy An Linh Như vẫn chưa trưởng thành nhưng bộ dạng đã dịu dàng yêu kiều, cặp chân thon dài, dáng người khiến người ta hứng thú, thêm vào đó là khuôn mặt xinh xắn lại thêm gò má hồng tràn đầy sức sống, thực sự là một cô bé xinh đẹp. Chuyện đó Em muốn cảm ơn thầy, buổi tối hôm trước, cảm ơn thầy đã cứu em." An Linh Như đứng trước mặt Lạc Tú có hơi bồn chồn bất an, cũng không biết có phải do vừa mới chạy qua đây hay là vì nguyên nhân nào khác, hiện giờ cô ta cảm thấy tim mình cứ đập thình thịch thình thịch. "Sao lại đến chỗ như vậy?" Lạc Tú lên tiếng. Nếu đổi lại là người khác hỏi như vậy, với tính tình của An Linh Như có lẽ sẽ nổi nóng, nhưng ở trước mặt Lạc Tú, An Linh Như lại thể hiện như một cô gái ngoan ngoãn, thậm chí còn hơi e thẹn một là cô ta đã chứng kiến thủ đoạn của lạc tú thứ hai là vì lạc tú đã cứu cô ta thứ ba thì là do cô ta cứ cảm thấy trên người lạc tú có một khí chất mê người khó tả tâm trạng em không tốt vì vậy mới đến đó an linh như thẻ lưỡi giống như một đứa trẻ làm sai lạc tú hơi do dự sau đó lại lên tiếng sau này ăn ở đi lại đều đi theo tôi trong vòng ba tháng không được rời khỏi tầm mắt của tôi lạc tú nói rất ngang ngược giọng điệu nói ra không thể nghi ngờ nhưng mà thầy ơi cái đó thật ra phản ứng đầu tiên của an linh như là đồng ý nhưng suy nghĩ lại cảm thấy không đúng đây là chính là vì sự rụt rè của con gái tại sao tâm trạng em lại không vui lạc tú cũng không mong an linh như đồng ý bởi vì chỉ là muốn thăm dò an linh như mà thôi vì ba em không quan tâm đến em đã hai tháng rồi không gọi điện cho em cũng không nhận điện thoại của em từ nhỏ ông ấy đã bỏ bê em thậm chí em còn tưởng ông ấy chết rồi dường như an linh như rất oán hận ba của mình những lời như vậy tôi chỉ muốn nghe em nói một lần nếu còn có lần sau em thật sự sẽ không còn ai quan tâm nữa lạc tú bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng ba em không phải không quan tâm em mà là bị người ta bắt cóc hiện giờ tôi phụ trách việc đảm bảo an toàn cho em nhưng mà tôi mặc kệ em phản nghịch ra sao cũng không quan tâm em nghĩ gì ba tháng này em phải nghe lời tôi nếu không tôi không dám bảo đảm liệu em còn có thể sống mà đi gặp ba em không Lạc Tú trầm giọng nói: "Ba em xảy ra chuyện gì rồi ư?" An Linh Như lập tức ngơ ngác, sau đó nước mắt rơi lã chã. Đây vốn là điều không được nói cho An Linh Như, nhưng Lạc Tú vì muốn để sau này bớt phiền phức nên anh tự mình quyết định làm vậy. Nếu không anh mới không rảnh để đi tìm hiểu suy nghĩ của một cô bé đang thời kỳ phản nghịch, thứ anh cần là sự phối hợp của An Linh Như mà thôi, không có gì hơn. Những thứ khác, Lạc Tú không có thời gian rảnh rỗi đi quan tâm nhưng mà đúng lúc lạc tú nói xong câu này điện thoại của anh vang lên alo anh lạc thế này không phù hợp với thỏa thuận của chúng ta chúng tôi yêu cầu không được nói cho con bé tôi làm việc không tới lượt các người chỉ tay năm ngón hoặc là làm theo quy tắc của tôi hoặc là bây giờ tôi đi lạc tú rất không khách khí hơn nữa khá khó chịu không ngờ đối phương lại đặt thiết bị nghe lén trên người cô bé cuộc nói chuyện vừa rồi bên kia rõ ràng đã nghe thấy hết vì vậy mới lập tức gọi điện cho lạc tú đầu dây bên kia im lặng lạc tú cũng không cảm thấy mình có tâm trạng tốt đẹp gì đi dỗ dành cô nhóc để cho cô bé nghe lời mình anh cũng không rảnh rỗi thừa sức mà đi giải quyết mâu thuẫn giữa ba con bọn họ anh chỉ đến bảo vệ một người mà thôi về những chuyện khác lạc tú thực sự không có hứng thú cúp điện thoại lạc tú nhìn an linh như đang khóc lóc nói thật Tuy An Linh Như mới 17 tuổi nhưng nơi cần phát triển đã sớm phát triển rồi. Hơn nữa cách ăn mặc cũng vô cùng trưởng thành, khe ngực lộ ra vừa trắng vừa sâu, thậm chí áo lót ren đen cũng lấp ló. Trên cổ có đeo một sợi dây chuyền mặt vàng lại càng thêm mê người. Lạc Tú nhìn đến đây, bỗng nhiên anh giơ tay về phía ngực An Linh Như, An Linh Như vô thức muốn tránh nhưng tay Lạc Tú quá nhanh, dù cô ta muốn tránh cũng không tránh được. Lạc Tú tóm lấy mặt dây chuyền trước ngực An Linh Như giật mạnh xuống trong sợi dây chuyền có một thiết bị nghe lén, Lạc Tú hơi dùng sức bóp nát vụn nó. An Linh như đỏ bừng mặt bởi vì Lạc Tú đã chạm vào mình. Đối với việc ba mình bị bắt cóc, thật ra An Linh như không quá bất ngờ vì ba cô ta làm nghiên cứu khoa học, nắm giữ một vài kỹ thuật đặc biệt. chương năm 14, chủ nhiệm Trần mất mặt. Reng reng reng. Đây là tiết học thứ hai, chuông reo lên lớp đã vang lên. Thầy Chu đã đi đến phòng học lớp số 3, Trần Hữu và Tôn Huy Nam đứng ở hành lang. Hừ, chờ xem, sẽ xảy ra chuyện nhanh thôi. Đợi học sinh lớp số 3 gây sự hết cả lên, tôi xem xem lạc tú xử lý thế nào. Thật sự coi mình oai lắm sao, cũng không biết tên này có quan hệ gì mà chạy được vào đây làm giáo viên thể dục, mẹ kiếp còn làm cả giáo viên chủ nhiệm. Trần Hữu mắng nhiếc, anh ta rất khinh thường lạc tú. Trong mắt anh ta, lạc tú chẳng qua chỉ là một thằng quê mùa thô kệch. Anh ta tùy tiện đùa giỡn giờ chút thủ đoạn là có thể khiến đối phương không chờ mình nổi. Thầy Trần, cho dù anh ta có quan hệ gì tôi đều dám đảm bảo hôm nay anh ta không ở đây nổi một ngày, chúng ta cứ chờ xem kịch hay đi. Tôn Huy Nam và Trần Hữu đứng với nhau rất có loại cảm giác cấu kết làm việc xấu. Hai người giống như không có việc gì làm, cứ chờ ở đầu hành lang. Sau đó thầy Chu đi vào lớp dạy, học sinh lớp số 3 bên dưới đang làm gì vẫn làm cái đó, không ai để ý đến thầy Chu. Thầy Chu ngượng ngùng gọi một tiếng vào học đi nhưng không ai để ý tới anh ta, người thì chơi game, người thì ngủ, người thì nói chuyện, làm gì vẫn cứ làm nấy. Nhưng mà thầy Chu lại âm thầm thở vào một hơi nhẹ nhõm bởi vì đây mới là bình thường. Chỉ cần học sinh lớp số 3 không làm chuyện gì quậy phá vậy thì cả lớp số 3 đều bình thường, đây là cuộc sống thường ngày của lớp này. Đi vào một phút đồng hồ, Trần Hữu và Tôn Huy Nam đứng ở cuối hành lang chờ mong. Hai phút trôi qua dường như không có chuyện gì xảy ra. Đợi thêm chút, nói không chừng thầy Chu đang cố sức trấn an nhưng không có tác dụng. 5 phút trôi qua, vẫn như cũng không hề có phản ứng gì. Không phải chứ? Hai người ở đây làm gì? Đằng sau truyền đến tiếng của Lạc Tú. Trong tay Lạc Tú ôm quả bóng rổ, giống như vừa mới đến phòng làm việc lấy đi, hiện giờ chuẩn bị xuống lầu. Tên họ Lạc kia, cậu đợi lát sẽ biết thôi, đừng có đắc ý. Tôn Huy Nam hừ lạnh nói thầy tôn tôi phải nhắc nhở ông một chút tóc ông lại rụng rồi lạc tú mở miệng nói cậu tôn huy nam giận không nhịn nổi bây giờ ông ta đang chọc đầu hư lạc tú đừng tưởng rằng anh có thể đến uất kim hương là có thể đứng vững ở đây tôi nói hôm nay phải khiến anh cút đi thì chắc chắn anh phải cút trần hữu khinh thường nhìn lạc tú tôi mỏi mắt mong chờ hiện tại lạc tú vẫn chưa định động vào trần hữu nếu không cho dù đây là trường học cho dù ở trước mặt tất cả mọi người, thì Trần Hữu hiện giờ cũng đã sớm trở thành khối thi thể lạnh băng rồi. Tiếp trước Trần Hữu hợp tác với một người khác đánh gãy tay anh, đập vỡ đầu gối anh, thậm chí Lạc Tú nghi ngờ cái chết của ba mình ở kiếp trước cũng có liên quan đến người đó. Vì vậy Lạc Tú vẫn không vội vã báo thù mà đang đợi kẻ đó quay lại, nếu không Trần Hữu đã sớm chết trăm nghìn lần rồi. Hừ, đắc ý cái gì, lập tức cho cậu đẹp mặt ngay. Lạc Tú đi rồi, Tôn Huy Nam hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm lớp số 3. 20 phút trôi qua, lớp số 3 vẫn không có động tĩnh gì. Đứng lâu vậy rồi, Trần Hữu và Tôn Huy Nam chỉ cảm thấy chân mình đã hơi tê. Hai người tiếp tục chờ đến lúc chuông reo tan học. Tan học, thầy Chu bước ra ngoài, học sinh lớp số 3 cũng đi ra. Trần Hữu và Tôn Huy Nam đợi cả một tiết học mà không hề xảy ra chuyện gì. Hai, thầy Chu, anh chờ đã, lớp số 3 hôm nay không có vấn đề gì chứ? Tôn Huy Nam tiến lên cản thầy Chu lại. Lẽ nào thầy còn muốn lớp số 3 xảy ra chuyện sao? Thầy làm gương cho học sinh thế này hay sao? Thầy Chu bỏ lại những lời này, giống như việc nói chuyện với hai người là một sự sỉ nhục. Lúc này Tôn Huy Nam đã tiến đến. Hừ, đợi xử lý xong tên họ lạc này, tôi cũng sẽ khiến anh vật lộn ở quất kim hương. Tôn Huy Nam hung tợn nhìn theo bóng dáng thầy Chu. Tiết thư hai gió êm sóng lặng không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì, Trần Hữu và Tôn Huy Nam lại đợi tiết ba. Đến khi hết tiết ba, ăn cơm chưa xong, cả lớp số ba vẫn không hề có động thái gì. Trong văn phòng, hai lớp số ba hôm nay có vẻ rất bình thường. Tôi vừa mới đi ngang qua hình như chẳng có việc gì cả. Đúng là hơi kỳ lạ. Sao lại không gây sự nhỉ? Đợi đi, nói không chừng đang ém chiêu lớn đấy. Lẽ nào anh thật sự cho rằng tên họ là kia có thể xử lý được lớp số ba ư? Tôi dạy học mấy chục năm rồi còn không quản nổi cái lớp số 3, một mình anh ta chẳng có kinh nghiệm gì mà có thể giải quyết được ư? Ha ha ha, cũng đúng, chúng ta cứ đợi xem náo nhiệt đi. Mấy thầy ở văn phòng đợi xem trò cười đều là những người lúc sáng đứng lên cá cược với Lạc Tú. Tiết đầu buổi chiều, sau đó là tiết 2, đến khi kết thúc các tiết học buổi chiều, các tiết hôm nay của tất cả học sinh đều đã kết thúc, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Tiết học cuối cùng tan học Trần Hữu đến trước cửa lớp số 3, vì nếu hiện tại lớp số 3 còn không gây sự vậy thì thứ đợi bọn họ là bị người ta chế nhạo. Lưu Trí Cường, các em làm sao thế? Không phải trước đó đã nói sẽ gây sự bỏ học rồi hay sao? Trần Hữu thật sự có chút không nhịn được, cản Lưu Trí Cường lại. Hừ, mẹ kiếp anh nói chuyện với ai đấy? Lưu Trí Cường tôi làm gì cần anh lo hà? Anh là cái thá gì? Lưu Trí Cường mở miệng mắng. Không cần nghi ngờ, Lưu Trí Cường mất hứng rồi, ngay cả hiệu trưởng đứng ở đây cậu ta cũng dám mắng như vậy, bởi vì dù sao Lưu Trí Cường cũng có ba là xếp lớn nhất ở Thông Châu. Trần Hữu lập tức không nhịn được nữa, dẫu gì anh ta cũng là con trai của xếp phó đã về hưu, còn có danh là giáo viên chủ nhiệm, giờ lại bị học sinh mắng nhiếc như vậy, mặt mũi của anh ta biết cất vào đâu. Tôn Huy Nam đang định đứng ra giảng hòa thì bỗng nhiên một giọng nói ngắt lời ông ta. Các em lớp số 3, tập hợp ở sân thể dục cho tôi, thích hóng chuyện thì đến đó." Lạc Tú lên tiếng, nhưng sắc mặt của Trần Hữu lập tức thay đổi, Lạc Tú định làm gì lẽ nào anh ta không biết sao? Buổi sáng bọn họ đã cược với Lạc Tú, nếu hôm nay Lạc Tú và lớp số 3 không xảy ra chuyện gì vậy thì bọn họ phải chạy quanh sân thể dục 50 vòng. Nghiêm túc mà nói, hiện tại đã đến giờ, bọn họ đã thua. Chương 55, đại hội thể dục của giáo viên. Không qua bao lâu mười mấy giáo viên không hề tình nguyện đi đến sân thể dục thầy lạc thầy xem hôm nay thầy vừa tới mà đối xử với đồng nghiệp như thế có phải không hay lắm không sau này mọi người còn phải làm việc với nhau mà hiệu trưởng đứng ra giảng hòa nhưng lạc tú lại lắc đầu nói tăng cường rèn luyện thân thể mà thôi không thể cứ để học sinh chạy được làm giáo viên thì nên đi đầu chứ các người ai nấy đều béo ục ịch như heo ấy nên luyện tập chăm chỉ vào lạc tú không chút lưu tình trực tiếp châm chọc hơn nữa những lời này nói trước mặt mọi người gần như mọi người đều nghe thấy tên họ lạc kia anh đừng lằng nhằng nữa chạy cho tôi nếu như các người không cần danh dự thì có thể không cần chạy vậy sau này cũng đừng đứng trước mặt tôi rẻ rà có bản lĩnh dám chơi thì dám chịu đến cùng cho tôi lạc tú cười khẩy một tiếng mà trần hữu liếc nhìn tôn huy nam bọn họ sẽ không nhịn cuộc tức này càng không chấp nhập hạ mình trước mặt lạc tú bọn họ cắn răng bắt đầu chạy. Nhìn thấy Trần Hữu và Tôn Huy Nam bắt đầu chạy, những người khác tự nhiên cũng chạy theo sau. Kìa kìa, hiếm gặp lắm đó, những thầy cô này cũng sẽ chạy à. Đó không phải là thầy Triệu sao? Thầy Triệu cố lên, không được thua tên mập Tôn Huy Nam đâu. Đám học sinh lớp số 3 cười hi hi ha ha ở sân thể dục, cười đến đau cả bụng. Giáo viên mới đến này cũng khá thú vị đấy, Lưu Trí Cường thở dài nói có điều lớp số 3 chúng ta sẽ không chấp nhận anh ta là giáo viên chủ nhiệm. Mấy chục giáo viên chạy vòng quanh sân thể dục, cảnh tượng này khá rầm rộ, lập tức thu hút rất nhiều học sinh đến xem. Mười mấy giáo viên kia thường ngày có chạy bộ bao giờ đâu, không đến một vòng đã mệt thở hồng hộc, thậm chí bắt đầu vã mồ hôi. Chuyện gì vậy? Sao nhiều giáo viên chạy bộ thế? Hi hi, tôi cũng không biết, mau đi gọi mọi người đã về phòng ký túc qua đây hóng chuyện đi. Một truyền mười, Mười truyền trăm, nhất thời gần như toàn trường đã tới đây xem. Mấy ngàn người vây quanh xem, khiến cho mười mấy thầy cô vừa thẹn vừa xấu mặt, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi nhìn lạc tú. Đại học thể dục hàng năm đều là đám người kia xem chúng ta chạy, khiến chúng ta mệt như chó, hôm nay thấy bọn họ chạy, mẹ nó thật sự hả giận mà. Có học sinh vui mừng như điên. Đúng vậy, cậu xem đó không phải là chủ nhiệm lớp ta sao? Năm ngoái cứ bắt tôi phải tham gia chạy 5.000 mét. Tôi muốn xem xem lão có thể tự mình hoàn thành 5.000m hay không. Đám học sinh nói chuyện không hề kiêng nể gì khiến các giáo viên đang chạy bộ càng thêm hận Lạc Tú. Chỉ là khi bọn họ quay đầu nhìn về phía Lạc Tú, suýt chút nữa đã tắt thở. Chỉ thấy Lạc Tú không biết kiếm đâu ra một chiếc ghế nằm, lúc này đang nhàn nhã nằm trên ghế, tay phải bưng một ly trà, tay trái kẹp một điếu thuốc, hoàn toàn không để tâm đến hình tượng giáo viên. Mà hiệu trưởng đứng bên cạnh Lạc Tú. Hai người chỉ chỉ trò trò đám giáo viên đang chạy, giống như đang thảo luận chuyện gì. Tình hình cơ bản tôi đã hiểu rồi, vậy thì cứ dựa theo ý của anh Lạc mà làm, chỉ là tôi ở đây xin nhờ anh Lạc nếu như có thể thì vẫn sẽ quản lý học sinh lớp số 3. Hiệu trưởng thở dài một tiếng, vừa rồi Lạc Tú đã nói tất cả chuyện của An Linh như cho hiệu trưởng nghe. Mấy đứa nhỏ nghịch ngợm thôi mà, hơn nữa tôi cũng đã quan sát rồi, đám trẻ này thật ra không hư, chỉ là quá kiêu ngạo, cộng thêm đang ở thời kỳ phản nghịch. Nếu như không có được sự công nhận của bọn chúng thì bọn chúng mới làm ra những chuyện như trước kia." Lạc Tú chậm rãi nói. "Tôi tin anh Lạc nếu đã nói ra những lời này vậy thì anh nhất định có thể quản lý tốt lớp số 3. Nói thật lòng lúc trước tôi chỉ là ngại áp lực phía bên trên đặt lên người mình nên bản thân tôi không ủng hộ anh Lạc. Nhưng mà thấy những chuyện hôm nay anh Lạc đã làm, thêm cả những lời anh vừa nói, tôi xin lỗi anh vì cái nhìn xem nhẹ của mình lúc trước đối với anh." Hiệu trưởng xin lỗi từ tận đáy lòng. Tại sao Lạc Tú nhất định phải kiên trì cho đám giáo viên này chạy bộ? Theo ông ta thấy thì thực tế cũng là để làm cho lớp số 3 xem, như vậy sẽ càng dễ dàng đứng chung chiến tuyến với học sinh lớp số 3, càng dễ quản lý hơn. Đối với điểm này, Lạc Tú lại không hề nghĩ nhiều. Thực tế anh không thèm quan tâm đến lớp số 3 gì đó, bắt đám giáo viên kia chạy đơn thuần là vì sáng hôm nay bọn họ đã đắc tội anh. Chí Cường, tên này cũng có chút tài năng đấy, ấn tượng của tôi với anh ta đã thay đổi không ít một cậu thanh niên cao hơn mét 8 bước tới, dáng người vô cùng rắn chắc. Đừng xem thường, nói không chừng tên này lành nghề rồi. Lưu Trí Cường thực sự rất thông minh, sớm đã nghĩ tới một khả năng khác. Ngày mai không phải là tiết thể dục sao, tôi đi thử anh ta xem. Nếu như không qua được cửa của tôi vậy thì tôi cho anh ta biết tay. Cậu thanh niên cao cao kia cười nói. Cuộc chạy bộ này mãi đến đêm khuya mới kết thúc, cho dù có người trong đó chạy đến ngất đi thì Lạc Tú cũng không bỏ qua. Thật ra rất nhiều người chạy đến cuối cùng hoàn toàn định không nhận thua, nhưng có vẻ lạc tú đã sớm chuẩn bị để cho hiệu trưởng đích thân theo dõi. Hiệu trưởng hết cách, đành phải theo lạc tú làm kẻ ác. Chỉ là tất cả mọi người đều không hận hiệu trưởng, vẫn là hận lạc tú. Lạc tú lại bày ra vẻ mặt chẳng sao cả. Cuối cùng rất nhiều người mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, thậm chí Trần Hữu còn nằm trên mặt đất. Đây là sự sỉ nhục. Đường đường là con trai của xếp phó về hưu, nhân tài tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài vậy mà lại bại trong tay một tên lưu manh nhà quê. Mà điều này cũng trực tiếp khiến cho mấy chục giáo viên hợp lại với nhau, không chỉ chướng mắt lạc tú, giờ đã muốn lột ra anh. Trong mười mấy người có nhiều người là giáo viên lâu năm, hôm nay thực sự đã mất hết mặt mũi. Mà người khởi xướng tất cả mọi chuyện này là lạc tú, không ai sẽ nghĩ bởi vì bản thân họ khinh thường lạc tú nên mới tạo thành mọi chuyện thế này ngày hôm sau có một bộ phận giáo viên xin nghỉ vì tối qua thực sự quá mệt mỏi. Đến buổi chiều, tiết đầu tiên chính là tiết thể dục. Tiết thể dục thường vẫn là tiết học mọi người yêu thích, bởi vì tiết thể dục cũng chỉ cần tập tiêng một chút rồi thôi, sau đó sẽ là bản thân tự do hoạt động. Lão Lý, cầm bóng rổ theo đi, đợi lát nữa chúng ta chơi. Tiểu Trư, lát nữa đi WC hút thuốc đi, một đám người đã hứa hẹn xong. Cao Mãnh, lát nữa cậu có chơi bóng rổ không? cao mãnh người cũng như tên, cơ thể vô cùng cao lớn vạm vỡ. Cậu ta mới 17 tuổi đã cao hơn mét 8 hơn nữa còn có thể cao thêm được. Điều quan trọng nhất là năng lực vận động của người này thực sự có thể nói là biến thái. Nghe nói người của đội tuyển tỉnh đã tìm cậu ta rất nhiều lần, hy vọng cậu ta tốt nghiệp cấp 3 sẽ tham gia đội tuyển tỉnh. Không được, tôi phải thử thách vị chủ nhiệm mới của chúng ta, các cậu cứ đợi xem kịch hay đi. Cao mãnh khởi động thân thể một chút. Được, chúng ta cứ đợi anh ta mất mặt. Đối với Cao Mãnh mà nói, không ai nghi ngờ gì hết, bởi vì nếu nói đến thể dục, đừng nói là giáo viên, đến cả vận động viên chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã đánh bại Cao Mãnh. Không chỉ nói cái gì đứng đầu toàn trường, người ta còn là người đứng nhất toàn tỉnh nữa. Rất nhanh chóng, tiết thể dục đã bắt đầu. Đám học sinh lớp số 3 lười biếng đi về phía sân thể dục. Sau đó ai nấy đều mất hết tinh thần, vặn eo khom lưng đứng ở nơi đó thậm chí còn có mấy người dứt khoát ngồi bệt xuống đất. Còn chưa bắt đầu mà mấy nữ sinh đã chạy tới xin lạc tú nghỉ. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 56, không thể thắng. Cậu nói linh tinh đấy à? Lạc tú nhíu mày nói. Thưa thầy, tôi đại diện cho cả lớp khiêu chiến với thầy. Cao mãnh chỉ vào lạc tú có vẻ rất hí hửng. Đến rồi đến rồi, trò hay đến rồi, nhất thời cả lớp số 3 lập tức phấn chấn. Được thôi, lạc tú không chút nghĩ ngợi đồng ý ngay ha 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 tên ngốc này lại dám đồng ý khiêu chiến với cao mãnh thua là cái chắc cả trường có khi tất cả các trường ở thông châu còn chẳng có ai dám nhận lời khiêu chiến của cao mãnh vậy mà anh ta đồng ý ngay lập tức thầy không hỏi tôi sẽ khiêu chiến gì sao cao mãnh cũng rất vui vẻ vì cậu ta không ngờ lạc tú lại đồng ý bừa đi lạc tú nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả được Vậy chúng ta hứa nhé, nếu như tôi thắng, thầy có nhìn thấy cái cổng kia không? Cao Mãnh chỉ vào cổng trường. Thầy đến từ đâu thì quay về đó, sau này tôi không muốn thấy thầy ở quất kim hương nữa. Cao Mãnh cười khẩy nói. Nếu tôi thắng thì sao? Lạc Tú mỉm cười. Nếu thầy thắng ư, không, thầy không cần lo chuyện đó đâu, bởi vì thầy hoàn toàn không thể nào thắng được. Ngay cả vận động viên chuyên nghiệp của đội tuyển tỉnh cũng không thắng nổi tôi, một giáo viên dạy thể dục như thầy mà muốn thắng tôi sao?" Cao Mãnh cười khẩy nói. "Tôi nói là nếu như, nếu như, nếu thầy thắng thì tùy thầy làm gì cũng được." Cao Mãnh còn chưa lên tiếng, Hàn Phong đã giành nói trước. "Được, Lạc Tú gật đầu. Được, nói lời giữ lời." Thật trùng hợp, đúng lúc này Trần Hữu và Tôn Huy Nam lại tới đây. "Yo, thầy Lạc, thầy muốn thi thể dục với Cao Mãnh à?" Trần Hữu cười nói, liên quan quái gì đến anh, Lạc Tú chỉ nói câu này. Anh, hừ, Lạc Tú, tôi e là anh còn chưa biết suốt cuộc bạn học cao mãnh của chúng ta mạnh đến nhường nào. Trần Hữu nhìn thấy Lạc Tú đâm đầu vào chỗ chết, cũng không quan tâm Lạc Tú vừa mắng mình. Kỷ lục thế giới chạy 800 m trong vòng 1P40S09, mà bạn cao mãnh của chúng ta có thể chạy được 1P45S. Đây là trình độ của những vận động viên đội tuyển quốc gia đấy, chỉ kém kỷ lục thế giới có 4S mà thôi. Trần Hữu kể chuyện kỳ thích một Còn nhảy xa, kỷ lục thế giới là 8,95m, cao mãnh có thể nhảy được 8,3m. Anh đã là giáo viên thể dục chắc sẽ không thể không biết điều này có ý nghĩa gì phải không? Trần Hữu vô cùng đắc ý nhìn Lạc Tú. Trần Hữu tưởng rằng mình nói với Lạc Tú những điều này thì anh sẽ sợ hãi trắng bệch cả mặt. Nhưng mà, bắt đầu chưa, Lạc Tú không buồn để ý tới Trần Hữu coi anh ta như không khí. Tôi đây xem anh chết thế nào. Sắc mặt Trần Hữu tối sầm lại. Sau đó là một đám người vây quanh lại đây. Được, chúng ta thi 800 mét trước được không? Cao Mãnh khởi động cơ thể. Trên đường chạy, Lạc Tú và Cao Mãnh đều đứng ở đây. Hơn nữa các học sinh lớp thể dục khác cũng tới xem. Thi chạy 800 mét với Cao Mãnh, thầy giáo này lấy can đảm ở đâu ra vậy? Ha ha ha, mau đến xem đi, lát nữa cao mãnh dọa anh ta đái ra quần thôi. Thầy giáo đáng thương, cậu trông anh ta gầy gò như thế, đợi lát chạy xong liệu có ngất ra đấy không? Rất nhiều người tụm lại một chỗ bàn luận. Được rồi, bớt nói nhảm đi, bắt đầu nào. Hàn Phong lấy đồng hồ bấm giờ. Vậy thì, chuẩn bị. Cao mãnh cúi người, làm tư thế chuẩn bị chạy. 3, 2, 1. Cao mãnh chạy vụt đi, tốc độ rất nhanh. Không thể không nói, với thành tích của cao mãnh nếu như là thầy dạy thể dục bình thường thì thật sự là không thắng nổi dù sao tố chất cơ thể chỉ được có vậy nhưng mà chạy thi với một người tu chân thì chẳng có gì phải lo lắng thậm chí hoàn toàn không có một chút tính thi đấu nào cả thầy ơi đã bắt đầu rồi kìa sao thầy không chạy không phải thầy đã nhận thua rồi đấy chứ tôi sợ mình bắt nạt cậu ta nói xong câu đó lạc tú hoạt động gân cốt một chút mà cao mãnh đã chạy được rất xa rồi vút một tiếng, mọi người thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh ào qua, đợi đến khi nhìn kỹ lại, Lạc Tú đã chạy đi rồi. Cao Mãnh nhận thấy Lạc Tú đằng sau đã bắt đầu chạy, nhưng cậu ta hoàn toàn không để ý bởi vì Lạc Tú không thể nào thắng cậu ta được. Nhưng mà không qua bao lâu, bên cạnh cậu ta đã có thêm một người. Bạn học cao cố lên nhé, tôi đi trước đây." Nói xong Lạc Tú tăng tốc rồi gần như mất hút không thấy bóng dáng sau đó trở lại vị trí ban đầu hết vòng thứ nhất lạc tú lại tăng tốc phút đi một tiếng cố lên nào cao mãnh chỉ cảm thấy bên cạnh mình có tiếng nói nhưng lại không thấy người sau đó lạc tú dừng lại vòng thứ hai anh đã về điểm bắt đầu còn cao mãnh đến giờ cũng chỉ chạy được hơn một vòng mà thôi cao mãnh hoàn toàn từ bỏ chạy vội đến điểm bắt đầu cầm lấy đồng hồ bấm giờ xem gặp ma hà một phút ư mẹ kiếp, sao có thể thế được? Một phút, đây là kỷ lục thế giới mới à? Hơn nữa thành tích này e là vượt qua cực hạn của con người rồi. Cao mẽ ngơ ngác đứng tại chỗ, vô cùng sướng sờ. Còn những người khác cũng trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí nghi ngờ liệu có phải mình bị hoa mắt không? Sao có thể có người chạy được thành tích này cơ chứ? Hàn Phong cũng ngây ngẩn cả người. Trần Hữu cũng không thể nói gì hơn, thắng thế này cũng quá nhẹ nhàng rồi, thậm chí trần hữu cảm thấy không biết có phải mình thấy ma hay không được rồi đừng ngơ ra đó nữa tiếp tục nào lạc tú vỗ bả vai cao mãnh cao mãnh mới bừng tỉnh được tiếp theo là nhảy xa cao mãnh vẫn hơi không phục quan trọng nhất là cậu ta cảm thấy có một loại cảm giác thất bại không nói đến thành tích mà cậu ta vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo đã bị người ta tùy ý đánh bại đối phương còn đạt một thành tích không thể tin nổi hoặc có thể nói đó là mức độ mà cả đời cậu ta cũng không đạt được Đương nhiên cậu ta không biết Lạc Tú chỉ giỡn chơi với cậu ta thôi, anh chưa hề dốc hết sức. Nếu không cao mãnh e là sẽ bị đả kích chết mất. Cao Mãnh hít sâu một hơi sau đó đi cùng mọi người đến chỗ nhảy xa. Thầy nhảy trước, Cao Mãnh thử thăm dò hỏi. Tôi không biết cậu có thể nhảy bao xa, tôi sợ mình nhảy xa quá sẽ đả kích cậu. Những lời này của Lạc Tú là sự thật nhưng trong mắt mọi người lại cảm thấy quá ngông cuồng. Thầy khinh tôi à? Cao Mãnh quay đầu lại hỏi cậu có thể hiểu như vậy cũng được, lạc tú thở ơ nói. Được, thầy cứ chống mắt xem đi, cao mãnh thở phì phì đi ra thật xa. Sau đó khởi động cơ thể một chút, chạy lấy đà, cậu ta hét lên một tiếng, trên đường lấy đà nhảy bật lên. Đáp đất, 8,4 mét, ôi trời cao mãnh ơi, cậu lại đột phá rồi. Hàn Phong giật mình, cao mãnh đứng dậy, cát trên người còn chưa phủi hết. Cậu ta đã nhìn Lạc Tú với vẻ ngạo nghế, bộ dạng rất vinh váo. Lạc Tú vỗ tay sau đó đi thẳng tới chỗ nhảy. Thầy đừng nói với tôi là thầy không bắt nạt tôi nên mới định nhảy từ đây nhé. Cao Mãnh chừng mắt nhìn Lạc Tú. Đúng rồi, có điều chưa đầy đủ. Lạc Tú lên tiếng. Vì không bắt nạt cậu nên tôi thêm một thứ. Lạc Tú nói xong giơ chân lên. Tôi nhảy bằng một chân. Thầy nhảy một chân từ chỗ này ư. Ừ, cao Mãnh tức quá hóa cười, thậm chí cả lớp số 3 vây quanh cũng tức đến bật cười. Nhưng ngay sau đó, trong sự ngạc nhiên của bọn họ, chân kia của Lạc Tú chống đỡ cơ thể, nhún người rồi bật lên, cả người bay thẳng lên trời sau đó lúc rơi xuống đã làm lún một hố cát khác. ực ừ, Hàn Phong nuốt nước bọt. Trời ạ, à, anh ta biết bay à? Hôm nay thật sự gặp ma à. Rốt cuộc anh ta làm thế nào vậy? Chương 57, bọn em đều không có tiền. Âm thanh ai oán vang lên, ngày hôm qua hóng chuyện của giáo viên, hôm nay đã đến lượt bọn họ xui xẻo. Thầy chủ nhiệm Trần nếu như anh nhàn dỗi quá thì cũng có thể nhảy chung. Tôi thấy sắc mặt anh không tốt, cần phải rèn luyện chăm chỉ vào. Lạc Tú nhìn Trần Hữu bên cạnh, nói. Lạc Tú, tốt nhất anh đừng có đắc ý. Sắc mặt Trần Hữu rất khó coi, hoàn toàn không ngờ được sẽ là kết quả thế này. Không nhảy thì anh còn đứng ở đây chướng mắt tôi làm gì, không mau cút đi. Lạc Tú cũng không khách khí, trực tiếp mắng người. Anh chờ đấy, Trần Hữu đi ngay, anh ta muốn trả thù Lạc Tú, anh ta thể bây giờ anh ta không muốn nhìn thấy lạc tú ở đây dù chỉ một ngày. Trên dãy lớp học, rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à, lớp số 3 đang làm cái gì vậy? Đúng đấy, sao chúng nó lại nhảy ếch hết cả lên thế kia? Mau ra xem chuyện lạ đi, lớp số 3 hình như đang học thể dục kia. Bọn lớp số 3 nghe lời như vậy từ lúc nào thế? Không chỉ có học sinh, thậm chí các giáo viên cũng cảm thấy kỳ lạ đây là lần đầu tiên học sinh lớp số 3 nghiêm túc học tiết thể dục. Một nghìn cái nhảy ếch nhảy mãi đến lúc hết tiết học, rất nhiều người lúc này đã mềm cả chân, đỡ nhau quay về lớp học. Chỉ có mối cao mãnh tự mình đi tìm lạc tú, trong bộ dạng cười nói có vẻ nói chuyện rất vui vẻ, được rồi, đây chỉ là một cách để đột phá cực hạn cơ thể, cậu cứ về học đi, sau này có gì không hiểu lại đến hỏi tôi. Nhớ kỹ, học hành cho chăm chỉ vào nếu như tôi lại nghe thấy giáo viên nào báo cáo với tôi thì tôi sẽ không cho cậu phương pháp huấn luyện đột phá cực hạn cơ thể này nữa lạc tú vỗ vỗ bả vai cao mãnh vâng gạ à thầy lạc không thành vấn đề thái độ của cao mãnh rất kiên quyết hơn nữa rất vui mừng nhất là sau khi tìm lạc tú nói chuyện cậu ta cảm thấy thế giới của mình đã mở ra một cánh cổng lớn một cánh cổng vô cùng rộng lớn lại càng khó có thể tin nổi đi vào lớp học cao mãnh đi thẳng lên bục giảng mọi người xin lỗi nhé, tôi đã bị thầy lạc mua chuộc rồi. Sau này tôi sẽ không tham gia vào kế hoạch của các cậu nữa. Nói xong câu đó, Cao Mãnh bước xuống bục giảng. Mẹ kiếp, không phải chứ, Cao Mãnh, cậu làm sao thế? Vừa mới qua một tiết đã làm phản rồi à? Này Cao Mãnh, cậu thế này không ra làm sao cả, không phải mọi người đã nói phải xử đẹp anh ta hay sao? Nhưng mà Cao Mãnh lại giả bộ không nghe thấy, lật quyển sách giáo khoa mới tinh ra bắt đầu nghiêm túc đọc sách ha thú vị đấy khóe miệng lưu trí cường xẹt qua một nụ cười khẩy có ý gì vậy bây giờ linh như và cao mãnh đều làm phản rồi lúc này mới là ngày thứ hai cứ theo tốc độ này tôi thấy không cần tới một tháng cả lớp đều sẽ làm phản hết hàn phong thở dài trí cường hay là tôi gọi cho mấy anh bên ngoài trường ra tay trực tiếp dẫn người qua đây đập cho tên họ lạc kia một trận sau đó vứt ra ngoài đơn giản thô bạo nhưng chắc chắn có hiệu quả hàn phong không nuốt trôi cục tức này bóp cái chân đã bắt đầu đau hai chân đến giờ vẫn còn run rẩy đợi thêm chút xem lưu trí cường muốn quan sát thêm một chút xem cái gì vậy anh tôi là đàn em của quảng khôn đấy tên họ lạc kia có giỏi thế nào đi nữa thì có thể đấu thắng quảng khôn không hàn phong cười khẩy nói tôi có ý này cậu xem cái tên họ lạc kia ăn mặc hình như chẳng ra làm sao nhỉ lưu trí cường lên tiếng rồi sao Tiền lương một tháng của giáo viên cũng chỉ hơn 8.000 tệ, bớt đi vài thứ linh tinh thì đến tay cũng chỉ khoảng 5.000, dù sao anh ta cũng vừa mới đến. Lưu Trí Cường rất cẩn thận nói. Thế nên, vì vậy căng tin không phải có lầu 2 à, một người ít nhất cũng phải ăn 100 tệ một bữa, chúng ta bắt anh ta mời bọn mình ăn cơm, bỏ Linh Như và Cao Mãnh đi, hiện tại chúng ta có 18 người nhỉ. Lưu Trí Cường tính rất nhanh. Hai, Một chầu ăn cũng phải 18.000 tệ, tuy rằng hơi đau ví nhưng cũng không phải chuyện gì khó khăn. hàn phong lắc đầu thở dài nói một bữa không được thì hai bữa ăn ba bữa của anh ta tôi xem anh ta có thể chịu đựng nổi không ha ha ý kiến hay hàn phong cười gian xảo nói buổi chiều trong căng tin căng tin ở đây thật sự có lầu hai có điều lầu hai cũng chẳng khác gì nhà ăn tuy rằng bình quân mỗi người là một trăm tệ nhưng dù sao đây cũng là trường quý tộc rất nhiều người ăn thật sự hết từng ấy hơn nữa không phải là thỉnh thoảng mà là thường xuyên lạc tú mới đến hai ngày đương nhiên là không biết được đi vào căng tin lúc này đã có rất nhiều học sinh đang ăn cơm em chào thầy em chào thầy lạc ơ kìa không phải là thầy lạc hay sao tôn huy nam đi tới đây nhìn thấy lạc tú đang bưng khay đồ ăn của căng tin có việc gì lạc tú tìm một chỗ ngồi xuống ha ha không có gì tôi cũng đến ăn cơm, thế nào rồi, đã quen chưa? Cơm lầu một cũng ngon phải không? Tôn Huy Nam tìm chủ để nói chuyện. Không có việc gì thì tránh ra, tôi phải ăn cơm. Lạc Tú vô cùng chán ghét Tôn Huy Nam. Có điều lúc này Hàn Phong và Lưu Trí Cường vừa hay cũng đến đây. Thầy Lạc, thầy ăn cơm ở đây à? Lưu Trí Cường cười ha ha nói. Ừ, thái độ của Lạc Tú với học sinh lớp mình tốt hơn khá nhiều. Chuyện là, thầy Lạc, thầy có thể mời bọn em một bữa được không? Lưu Trí Cường cất lời. Tại sao? Lạc Tú cũng hỏi. Em không có tiền, tháng này em sắp cạp đất rồi, hơn nữa bữa sáng nay cũng không có tiền mà ăn. Lưu Trí Cường giả bộ đáng thương. Được, đi lấy cơm đi, tính vào tôi. Lạc Tú đương nhiên có thể nhìn ra Hàn Phong và Lưu Trí Cường này có vấn đề, có điều anh cũng lười so đo. Thầy Lạc, chúng em muốn ăn ở lầu 2, dẫu sao hôm nay cũng mệt mỏi như vậy. Hàn Phong đúng lúc này lên tiếng. Được rồi đi đi, Lạc Tú cũng không so đo. Thầy Lạc bất công quá, thầy lại mời bọn họ ăn cơm sau lưng chúng em. Đúng đấy thầy Lạc, sao thầy có thể làm như vậy được chứ? Không được, thầy Lạc, thầy cũng phải mời chúng em nữa. Cả đám kéo hết qua đây, tất cả đều là lớp số 3, ngoài An Linh Như và Cao Mãnh không tới góp vui, những người khác đều đã ở đây. Điều này khiến cho Lạc Tú nhướng mày, đám này muốn ăn sập nhà anh à. Có điều Lạc Tú đang muốn nói gì đó, Tôn Huy Nam đã sớm thông báo cho Trần Hữu lúc này Trần Hữu đã chạy qua đây. chương 58, anh dám thì tôi dám. Ít nhất tôi hào phóng hơn anh, Trần Hữu kiêu căng nói. So sự giàu có, Lạc Tú kém xa anh ta. Được, tôi dám mời lớp của tôi lên lầu hai ăn cơm, anh mời ai? Lạc Tú hỏi ngược lại chỉ cần anh dám mời lớp của anh ăn một bữa thì tôi dám mời mọi người ở lầu một ăn cơm. Trần Hữu cũng thức mình, ước chừng sơ sơ, hiện tại lầu một có hơn 500 người đang ăn, cũng chỉ là 50.000 tệ mà thôi. Đối với Trần Hữu mà nói, tiền không thành vấn đề, chỉ cần có thể vào mặt lạc tú là anh ta cảm thấy xứng đáng. Hơn nữa anh có dám thêm không? Trần Hữu kiêu ngạo nói. Thêm kiểu gì? Lạc tú hỏi anh dám mời lớp anh ăn 10 bữa thì tôi dám mời tất cả học sinh đang ăn ở đây 10 bữa. Anh dám mời trăm bữa thì tôi cũng dám mời trăm bữa, thế nào hả? Trần Hữu Trâm chọc nói. Anh ta cực lạc tú không dám, bởi vì anh ta đã nghe chính miệng Trương Thục Phi nói, lạc tú chỉ là một người làm công ăn lương ở thị trấn, nếu như đi làm ở trường học, lương một tháng cũng chỉ có vài ngàn tệ, anh thật sự bỏ được thể diện mời người ta ăn 10 bữa sao? Còn trăm bữa ư? Lạc Tú hoàn toàn không đào được ra nhiều tiền như vậy, đây là Trần Hữu tỏ ra giàu có, lấy tiền chèn ép Lạc Tú. Được, gọi mọi người tới đây, chúng ta lên lầu. Lạc Tú cất lời. Thật ra không cần Trần Hữu gọi, đám lưu trí cường và lớp số 3 đã sớm gọi rồi. Bởi vì bất kể là ai thắng ai thua, người được lợi đều là bọn họ. Trần Hữu cũng không sợ, dù sao anh ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt để vùi dập Lạc Tú. Đi vào trong nhà ăn lầu 2 gọi thẳng ông chủ nhà ăn ra. Sau đó Lạc Tú lên tiếng, tôi mời học sinh của tôi bao nhiêu bữa thì anh mời hơn 500 học sinh đang ở đây bấy nhiêu bữa. Tôi nói trước mặt mọi người, anh tưởng tôi sẽ đổi ý à? Trần Hữu cười khẩy nói, Lạc Tú anh có thể mời được mấy bữa chứ? Hoặc là nói Lạc Tú có tiền mời được mấy bữa. Chưa đến 10 bữa thì Lạc Tú đã không chịu nổi rồi. Vì vậy Trần Hữu rất tự tin. Được, ông chủ, ông cũng nghe rồi đấy mọi người ở đây cũng nghe cả rồi, vậy thì tôi mời học sinh lớp tôi ăn 3 tháng, hơn nữa một ngày ba bữa. Lạc Tú cũng cười khẩy nói. Hừ, tên họ Lạc kia, anh đừng có hoanh hoang thế, mọi người đều nghe thấy hết rồi nhé, anh đừng có mà không trả tiền ra đấy. Trần Hữu rất chắc chắn điểm này. Ông chủ, tính xem hết bao nhiêu. Lạc Tú lên tiếng. Tổng cộng 540 ngàn tệ. Ông chủ tính ra nhanh chóng. Hừ, tôi xem anh có thể móc đâu ra 500 ngàn cạch một chiếc thẻ ngân hàng bay ra quẹt thẻ lạc tú cười khẩy nhìn trần hữu trần hữu lúc này ngây ngẩn cả người anh còn giả vờ ư chắc không phải anh tưởng lấy thẻ ra để hù dọa tôi chứ tưởng tôi không dám à trần hữu cười khẩy nói chỉ có lưu trí cường âm thầm mắng một câu ngu mốc trong lòng quẹt ông chủ thật sự quẹt thẻ một tờ hóa đơn nhỏ in ra sau đó trần hữu không dám tin vội vàng cầm lấy hóa đơn xem thật sự là 540.000, Trần Hữu có chút không dám tin, tên này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Không thể nào, không phải anh ta là một công nhân bình thường hay sao? Một người đi làm bình thường lại thật sự dám bỏ ra một số tiền lớn như vậy ư? Này thầy Trần, đến lượt thầy rồi đấy, ông chủ tính xem 500 người thì mất bao nhiêu tiền? Lưu Trí Cường bỗng nhiên mở miệng, tính xong rồi, 13 triệu rưỡi. Ông chủ nhìn về phía Trần Hữu 13 triệu 500 ngàn tệ. Có lẽ mấy trăm ngàn đối với Trần Hữu mà nói không phải là một con số nhỏ, nhưng mà 13 triệu rưỡi thì thực sự không phải là một con số nhỏ. Hơn nữa 13 triệu rưỡi lại là ném qua cửa sổ, không có ích gì. Trần Hữu lúc này thật sự có cảm giác đâm lao phải theo lao. Trả tiền đi thầy Trần, Lạc Tú cười khẩy nhướng mày. Sao nào cậu cả Trần, muốn đổi ý à? Lưu Trí Cường cười khẩy nói. Trần Hữu ngây ngẩn cả người, dù sao vừa nãy lúc chưa tính ra cần bao nhiêu tiền, anh ta còn có thể nói lung tung, nhưng đợi đến lúc thật sự tính ra thì hơi khó nhằn rồi. 13 triệu rưỡi, anh ta có thể lấy ra nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bỏ đi một nửa tài sản của mình. Hơn nữa đa số là bất động sản, cũng chính là thể hiện anh ta hoàn toàn không thể lấy ra được nhiều tiền như vậy. Anh ta cũng không thể đi hỏi người nhà là mình cần nhiều tiền như thế được. Hừ, anh tưởng tôi ngốc sao, phung phí 13 triệu rưỡi ư. Quả nhiên Trần Hữu đổi ý, nếu không có thể làm gì nữa đây. Vừa nghe thấy lời này, Lạc Tú còn chưa phản ứng. Lưu Trí Cường đã đứng bật dậy vỗ bàn mắng nhiếc. Mẹ kiếp, ông đây khinh thường nhất loại người như anh, không có tiền mà anh ở đây giả vờ giàu có cái gì. Những lời này mắng thẳng vào mặt khiến Trần Hữu đỏ mặt tía tai. Đúng đấy thầy Trần, vừa rồi ở trước mặt mọi người thầy đã nói sẽ mời, hơn nữa thầy lạc người ta đã dùng hành động thực tế rồi. Mẹ nó vừa nãy thầy còn dám hứa hẹn với thầy lạc ở đây, mẹ kiếp bây giờ sợ rồi à? Đúng vậy, thầy Trần, thầy là giáo viên đấy, sao có thể làm chuyện nói lời không giữ lời chứ? Đúng đúng, thầy không có tiền thì ba hoa cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép, từng tiếng chửi mắng vang lên, cả căng tin đều rối loạn. Yên lặng, vớ va vớ vẩn, các em nói chuyện với giáo viên như thế à? Lúc này Tôn Huy Nam đứng lên nói. Thầy Trần à, hiệu trưởng tìm anh có chút việc anh đi theo tôi trước đã tôn huy nam kéo trần hữu rời đi lạc tú cũng không cản lại nhưng mà lưu trí cường lại thừa dịp lúc hai người quay người đi cầm lấy một cái đĩa ném thẳng đi loảng xoảng một tiếng đập thẳng vào sau ót hai người ai đứng ra đây cho tôi tôn huy nam và trần hữu quay đầu lại nhưng sau lưng lại bị một cái màn thầu đập vào sau đó bốn phương tám hương bắt đầu có đồ ăn bay tới nhất thời Tôn Huy Nam và Trần Hữu hoảng sợ chạy trốn như chuột chạy qua đường. Hừ, cái thứ gì không biết, nói lời không giữ lời. Đồ lừa đảo, đều là đồ lừa đảo, thật ghê tởm, còn không đáng tin bằng bọn vị thành niên chúng tôi nữa. Đúng vậy, bộ dạng vừa rồi thật đáng xấu hổ. Thật vô dụng, có bản lĩnh thì cứng đầu đến cuối cùng đi. Đằng sau đều là những lời chửi mắng, không lâu nữa, những chuyện này sẽ truyền ra khắp trường. Đợi sau khi Trần Hữu rời đi, những người khác cũng giải tán, chỉ còn lại lớp số 3 ở lại. Thầy Lạc, thầy sẽ không hối hận đấy chứ? Lưu Trí Cường lo lắng hỏi. Tôi giống loại người như vậy sao? Hơn nữa tiền đã vào túi ông chủ rồi, ông chủ cũng không bằng lòng lấy ra lại đâu. Lạc Tú cười nói, sau đó cầm lấy một quả táo, cắn một miếng. Các em cứ ở đây ăn đi, trước khi tốt nghiệp các em không cần lo chuyện ăn uống nữa. Lạc Tú cầm quả táo rời đi. Nhưng có bốn bạn nữ lại đi theo anh thế nào hàn phong hỏi có chút khó giải quyết cậu đừng xem thường tay này cậu trông vừa rồi lại có bốn người làm phản kia lưu trí cường lắc đầu nói theo tôi thì cứ đi tìm anh tôi ra ngoài đập cho anh ta một trận ngày thứ hai đã thu phục được rồi cần gì phải dùng chuyện thừa thãi này hàn phong thở dài nói được rồi cậu tự sắp xếp đi lưu trí cường cũng cho rằng có vẻ không có cách gì đặc biệt tốt để hàn phong tìm người đập cho lạc tú vào bệnh viện cũng là bớt được một việc bởi vì đây là lần đầu tiên cậu ta cảm thấy mình đã gặp một người khó sơi, đáng tiếc tên kia không ở đây, nếu như Diệp Thánh Đảo có mặt, nói không chừng còn có cách. Thầy Lạc, thầy chờ đã. chương 59, tóm nhược điểm. Đáng tiếc Tiểu Ly không chịu đi theo tớ. Bỏ đi, hoàn cảnh của Tiểu Ly đặc biệt mà. Bốn bạn nữ quay về ăn cơm. Chỉ là ở bên kia, vẻ mặt Trần Hữu vô cùng khó chịu, có thể nói giờ phút này anh ta đã tức đỏ ngầu cả mắt. Lạc Tú, Trần Hữu nghiến răng nghiến lời nói. Tôn Huy Nam ở bên cạnh cũng vô cùng ủ rũ. Hai người dính đầy đồ ăn trên đầu trông có vẻ rất chật vật, hơn nữa chuyện vừa nãy đã chuyển đi rất nhanh, đã nhanh chóng lan rộng ra, thậm chí còn đến tai mấy giáo viên. Hơn nữa dọc đường đi vẫn luôn có người chỉ chỉ trò trò bọn họ. Đồ lừa đảo, thật quá mất mặt. Đúng đấy, đến căng tin giả vờ khoe khoang giàu có, cuối cùng lại không có tiền, mất mặt thật sự vừa rồi tôi ở bên kia tên này đã thể chắc như đinh đóng cột nói cái gì mà chỉ cần thầy lạc dám bỏ tiền thì anh ta cũng dám bỏ kết quả lại ăn vạ chơi trò gì không biết tiếng mắng chửi như vậy đương nhiên trần hữu và tôn huy nam cũng nghe được bước chân của bọn họ không khỏi tăng tốc nhanh hơn đến văn phòng đóng cửa lại trần hữu bực tức đá văng đổ chiếc bàn cục tức này tôi không nuốt trôi nổi thầy tôn ông nghĩ cách nào đi không thế tiếp tục như vậy nữa tôi nín nhịn quá lâu rồi Trần Hữu tức đến nỗi sắc xì khói. Tôn Huy Nam cũng cảm thấy chuyện này quá mất mặt, hơn nữa lạc tú quả thật càng ngày càng chiếm ưu thế. Lúc này mới là ngày thứ hai mà đã bắt bọn họ chịu hai nỗi thiệt thòi lớn. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hai người bọn họ cũng sẽ tiêu đời. Hay là chúng ta ra tay từ lớp số 3 đi, Tôn Huy Nam bỗng nhiên nghĩ tới điểm này. Thế nào, Trần Hữu ám hỏi. Mỗi học sinh ở lớp số 3 đều có vấn đề, Tôi thấy chúng ta tóm một học sinh lớp số 3 sau đó ép tên họ lạc kia." Tôn Huy Nam bỗng cười nói, tính toán ra tay với học sinh. "Vậy tóm đứa nào đây?" Trần Hữu hỏi. "Mấy đứa khác chúng ta không dám động, hay là tóm Chu Tiểu Ly đi, không phải nó là chỉ cả của bớt Kim Hương sao? Mỗi buổi tối cô ta đều đi thu phí bảo vệ ký túc xá nữ, chúng ta đi bắt cô ta." Tôn Huy Nam đề xuất ý kiến. "Được, ý hay đấy." Trước kia chúng ta không dám bắt cô ta nhưng hiện tại đã khác rồi. Chúng ta bắt cô ta, sau đó cũng không thông báo cho người nhà cô ta, để Lạc Tú đi tìm đến đó, tôi xem anh ta xử lý ra sao." Trần Hữu vỗ tay khen ngợi. "Đúng, anh ta không phải là chủ nhiệm lớp số 3 sao? Tôi xem học sinh lớp số 3 phạm vào chuyện này thì anh ta có thể làm gì được." Tôn Huy Nam cũng cảm thấy chủ ý này của mình rất hay. "Đúng, hơn nữa hoàn cảnh gia đình Chu Tiểu Ly đặc biệt." tính cách cô ta cũng khá cổ quái, anh ta gặp chuyện của Chu Tiểu Ly cũng phải bó tay. Ý kiến hay, đêm nay chúng ta ra tay, hai người thương lượng xong xuôi cách hãm hại lạc tú. Qua giờ ăn cơm là giờ tự học buổi tối, lớp tự học sắp tan, Hàn Phong đắc ý cầm lấy điện thoại trong tay mình xoay tròn. Ha ha, xong xuôi rồi, đợi lát lão đại của tôi sẽ dẫn người qua đây. Hàn Phong nói với Lưu Trí Cường. À này Chí Cường, bọn họ không vào được trường, cậu nói xem đợi lát nữa tôi lừa anh ta ra ngoài kiểu gì đây? Hàn Phong nhíu mày nói. Mẹ kiếp cậu bị ngu à, tôi đưa ra ý này cho cậu. Lát nữa cậu ra cổng trường gây sự một chút, sau đó tự nhiên sẽ có người gọi điện cho anh ta đi ra ngoài. Lưu Trí Cường mở miệng nói. Hơn nữa đến lúc đó chuyện này còn có thể hoàn toàn không liên quan gì đến cậu. Lưu Trí Cường nháy mắt, đưa ra ý kiến hay. Ha ha, vẫn là Trí Cường thông minh, IQ 180 thật sự không phải là bốc phét. Hàn Phong cười nói, sau đó còn chưa tan học đã đi ra ngoài từ cửa sau. Giờ tự học buổi tối nhanh chóng kết thúc. Ai về nhà đã về nhà, ai về ký túc đã về ký túc xã. Có điều thật ra, người có thể về nhà cũng chỉ có vài bạn nhà xung quanh đây. Mà lúc này điện thoại của Lạc Tú cũng vang lên. Thầy Lạc, học sinh lớp thầy đang gây sự ở bên ngoài, thầy mau đi xem đi. Đây là thầy Chu gọi tới được tôi đến ngay đây lạc tú nhíu mày nhưng vẫn đi xem xuyên qua sân thể dục đi đến phòng bảo vệ hàn phong đang bị tôn huy nam dạy dỗ nhưng sau khi nhìn thấy lạc tú đến tôn huy nam đã đổi mục tiêu sang lạc tú thầy lạc đây là học sinh mà thầy dạy ra đấy à tôn huy nam vốn định đi ký túc xá bắt người không ngờ rằng bảo vệ lại gọi điện nói cửa kính xe ông ta bị người ta đập vỡ tôn huy nam đành phải vội vội vàng vàng chạy qua đây bên kia chỉ đành để trần hữu đi bắt người đi ra vừa hay tóm được hàn phong được rồi thầy tôn tôi đã hiểu tình hình rồi thầy cứ đi trước đi tôi sẽ dạy dỗ cẩn thận lạc tú mở lời cái gì thầy đã hiểu tình hình rồi tôi còn chưa nói là chuyện gì cơ mà tôn huy nam bị chọc tức được rồi thầy tôn thầy có chuyện gì thì cứ đi làm trước đi tôi sẽ dạy dỗ cậu ta lạc tú lại nói mà tôn huy nam thật sự có việc đó là phải đi đến ký túc xá nữ tóm Chu Tiểu Ly chuyện thu phí bảo vệ, đương nhiên không muốn rảnh ràng ở đây lâu, dẫu sao bên kia mới là chuyện chính. Nếu không ông ta chắc chắn sẽ nghĩ cách làm khó lạc tú. Được, tôi mong là thầy có thể cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Tôn Huy Nam nói xong, sau đó mượn một chiếc xe điện nhỏ ở phòng bảo vệ rồi chạy đi. Đợi Tôn Huy Nam rời đi, Lạc Tú quay lại nhìn Hàn Phong. Hàn Phong còn tưởng rằng Lạc Tú sẽ cửa trách mình một trận, dù sao giáo viên nào cũng sẽ đều như vậy có thế nào cũng sẽ nói mình mấy câu nhưng mà không sao cả lão đại của cậu ta đã trên đường đến đây rồi đợi lát nữa đập cho anh ta một trận là được nhưng mà được rồi cậu đi đi lạc tú đột nhiên nói ra câu này điều này khiến cho hàn phong đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng phải ngây ngẩn cả người thầy không mắng tôi à tôi mắng cậu làm gì chuyện có to tát gì đâu lạc tú cũng cảm thấy rất kinh ngạc không phải chỉ là đập vỡ cửa kính xe hay sao? Anh còn từng giết người nữa kìa, nói gì đến cái chuyện đập cửa kính xe nho nhỏ này? Nhưng mà không phải thầy đã nói với thầy Tôn sẽ dạy dỗ tôi sao? Hàn Phong hỏi. Ô suýt thì quên, sau này nhớ kỹ, lúc đập cửa thì đừng để cho người ta nhìn thấy, lén lút mà đập. Lạc Tú bất thình lình nói một câu như vậy khiến cho Hàn Phong ngơ ngác. Cậu ta cảm thấy thầy giáo này hình như không được bình thường hơn nữa cậu ta còn phải kéo dài thời gian, lão đại của cậu ta còn chưa đến nơi đâu. Thầy không hỏi tại sao nhiều xe như vậy mà tôi lại cứ đập cửa xe của ông ta ư. chương 60, con gái nhà giàu nhất. Hàn Phong vội vàng chạy ra ngoài, dù sao đó cũng là lão đại của cậu ta. Người đâu, một người đàn ông mặc áo khoác da đen bước xuống xe, anh ta để rear map, ban đêm còn đeo kính dâm, phía sau có thêm 7-8 người. Người đi rồi. Tiền, Người đàn ông mặc áo da đen bèn mở miệng đòi tiền. Chưa có. Bốp. Một bà tai dáng thẳng vào mặt Hàn Phong. Người đi rồi, đó là việc của mày, đưa tiền cho chúng tao trước. Tên lão đại mặc đồ da đen cười gần. Hàn Phong cúi đầu, yên lặng móc ra 8 ngàn tệ. Đối phương thấy ít tiền lại nhếch mép nói. 8 ngàn mày tưởng chúng tao đi ăn xin à? Lão đại mặc đồ da đen lại quát vào mặt Hàn Phong. Nhưng lão đại, không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi ư? Bốp, lại một cái tát nữa tát vào mặt Hàn Phong. Mày không hiểu rõ quy tắc à? Tao dẫn 7 người đến đây mà mày chỉ cho 8 ngàn. Đao ba tao không cần mặt mũi nữa à? Đao ba nhìn Hàn Phong với vẻ dữ tợn. Vậy lão đại, anh muốn bao nhiêu? Hàn Phong bưng mặt hỏi. Ít nhất là 5 vạn. Nhanh lên, đao ba cười gần nói. Được rồi, ngày mai em sẽ chuyển cho anh, được không? hàn phong không dám nói thêm nếu không sẽ bị ăn tát ngày mai mày đừng có mơ đao ba cười gằn đi theo tao khi đao ba nói những lời này thì phía sau có một đám người đẩy hàn phong vào trong xe bây giờ mày hãy gọi cho mấy bạn học nữ chỉ cần bọn họ tới chơi thì coi như xóa nợ đao ba ở trên xe nói nhưng lão đại như vậy không hay lắm hàn phong hơi nghi ngờ hỏi sao lại không hay yên tâm đi mày cũng biết hải đường khẩu là do tao bao mà gần đây học sinh hiếm khi đến địa điểm đó nên chúng tao chỉ tìm mấy nữ sinh để làm cho chỗ đó nổi tiếng thôi yên tâm đi chỉ cần gọi họ đến đấy chơi thôi có đại ca tao đây bao thì mày sợ cái gì đao ba nói thật sự không có gì hàn phong hỏi tao là ông chủ của mày mày dám nghi ngờ lão đại hả đao ba cười gằn vậy lão đại à tối nay không được đâu tối nay còn phải lên lớp nữa nhớ kỹ đây là lão đại đã căn dặn cho mày nếu mày làm tốt thì tao sẽ không đòi tiền nữa còn nếu mày không làm tốt thì chính là phản bội lão đại quy tắc trên giang hồ mày hiểu rồi chứ đao ba uy hiếp được rồi lão đại em hiểu rồi hàn phong vỗ vỗ ngực đáp nhớ kỹ học sinh nữ càng nhiều càng tốt đi xuống đi đao ba mở cửa xe để hàn phong đi xuống sau khi hàn phong đi khỏi đao ba cười nhạt gần đây có mấy vị khách đến địa điểm này yêu cầu của họ phải là nữ sinh thực sự, đó là lý do tại sao đao ba gợi ý với Hàn Phong. Bên kia, Lạc Tú tăng tốc, nhanh chóng đến văn phòng hiệu trưởng. Đẩy cửa văn phòng ra, một nhóm người đang vây quanh, trong đó có mấy cô gái đang đứng. Một người trong số những bạn học nữ bị chảy xước trên mặt và đang khóc. Còn một số em vừa khóc vừa nói, dường như bị đánh không hề nhẹ. Ở phía bên kia, là một cô gái cao 1m7, Cô gái mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen với một hình xăm lớn nhiều màu sắc trên vai, tóc nhuộm màu xám khói và trang điểm đậm. Cô ta còn mặc một chiếc quần đùi ngắn cuốn cớn, trên đùi có hình xăm. Cô ta vẫn đang nhai kẹo cao su, vẻ mặt lạnh lùng, đứng đó không nói lời nào. Thậm chí trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường, không thèm liếc nhìn mọi người lấy một cái. Nhìn y như một tên du côn. Khi Lạc Tú bước vào, các cặp mắt đều quay qua liếc nhìn anh. Có chuyện gì vậy? Tất nhiên Lạc Tú sẽ không nghĩ đó là một vấn đề lớn, cũng không phải là một vụ giết người, anh đã nhìn thấy những vụ việc còn lớn hơn thế nữa, việc này chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi. Thầy Lạc à, thầy tới đúng lúc lắm, chúng tôi đang bàn bạc về chuyện đi báo cảnh sát đây. Tôn Huy Nam cười chế nhạo, mà Trần Hữu cũng cười khẩy. Thầy Lạc, học trò của anh được lắm, bây giờ đã là tội phạm rồi đấy. Lúc trước bọn họ không dám động đến Chu Tiểu Ly. Bởi vì nhà của Chu Tiểu Ly là người giàu nhất Thông Châu, có quan hệ với nhiều thế lực, hơn nữa còn rất vững chắc. Ngay cả khi biết Chu Tiểu Ly ở trường làm điều sằng bậy thì cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng lần này thì khác, rõ ràng là nhằm vào Lạc Tú. Giờ đây sự việc đã làm ầm ĩ lên, cho dù thế nào thì Lạc Tú cũng phải đứng mũi chịu sao. Bởi vì Lạc Tú là giáo viên chủ nhiệm của Chu Tiểu Ly. Thầy Trần à, tôi phải nhắc anh rằng là một giáo viên thì phải có văn hóa chú ý đến cách dùng từ của mình lạc tú mỉa mai sao hả chê tôi nói khó nghe à anh cứ để dành hơi sức mà giải trình với cảnh sát tôi đã gọi họ rồi trần hữu đắc ý cười được vậy ở đây không còn chuyện của anh nữa anh đi đi lạc tú cũng mỉa mai cái gì mà không phải chuyện của tôi chứ tôi là chủ nhiệm khoa đây là việc tôi phải quản học sinh này ở lớp anh chủ nhiệm buổi tối không về nhà mà còn đi bộ đến ký túc xá nữ để thu phí bảo vệ trần hữu lạnh lùng chỉ vào chu tiểu ly nói thầy trần anh là người văn minh xin hãy chú ý đến phẩm chất của mình anh cũng là một giáo viên hãy chú ý lễ độ của mình mẹ anh không dạy anh nói chuyện mà chỉ tay vào người khác là bất lịch sự sao lạc tú mở miệng mắng họ lạc kia anh có ý gì chỉ cho phép học sinh của cậu bắt nạt bạn bè thu phí bảo vệ Chúng tôi chỉ dạy dỗ vài câu mà cậu không cho à? Vậy những đứa trẻ bị đánh này không phải là người à? Tôn Huy Nam cũng đứng lên mắng. Mấy người đây là đang giáo dục con trẻ đó hả? À? Lạc Tú cười. Tiểu Ly, đi theo thầy trước. Lạc Tú bước tới, nắm lấy tay Chu Tiểu Ly. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 60.